Chào mừng các bạn đã đến nghe Cám đọc truyện. Cám xin tiếp tục gửi tới các bạn tác phẩm Trùng sinh cao môn đích nữ. Chương 209, ngươi làm lần đầu, ta làm 15-3. Thực hiển nhiên, hai người kia không phải là lựa chọn tốt nhất. Tiếu Thiên Diệp muốn là tim của nàng, vì thế không tiếc đạn tinh kiệt lo hao hết tâm tư. Mà Tiếu Trọng Hoa nàng lại hoàn toàn không biết đối phương muốn cái gì. Từ điểm này liền thấy hắn so với Tiếu Thiên Diệp càng đáng sợ hơn. Âu Dương Noãn nghĩ đến đây liền hơi hơi rũ mắt xuống, dây kết hoa tai thật dài cũng nhẹ rũ xuống, tư thái ôn nhu. Thanh âm như phủ một tầng sương, ta hiểu được. Tiếu Trọng Hoa cười nói, ta không có ý gì khác, nàng không cần đa tâm. Kinh đô này rất nhiều thiên kim tiểu thư, nếu nói tâm tư trầm tĩnh, không ai có thể vượt qua nàng. Chỉ là cây cao tất đón gió, bất luận là chuyện gì đều phải cẩn thận. Nhất là mấy ngày nay nàng lại nổi bật như vậy, dễ dàng bị người khác đố kỵ. Trong lòng Âu Dương Noãn chấn động, cúi đầu tinh tế suy nghĩ những lời hắn nói. Bất hòa trong lòng cũng dần giảm xuống, ngược lại sinh ra chút gợn sóng ôn nhu. Nàng nhẹ nhàng nói, đa tạ quận vương nhắc nhở. Trong đình Uyển Ngọc, Tiếu Thiên Diệp cùng Tiếu Lăng Phong đang ngồi uống rượu. Được rồi, đừng uống nữa. Tiếu Lăng Phong đè chặt tay đang cầm ly rượu của Tiếu Thiên Diệp, trên yến hội nhiều người như vậy, người muốn người khác nhìn thấy rồi chê cười sao. Tiếu Thiên Diệp vẫn nâng ly rượu trước mặt, tự châm tự uống. Thật vất vả mới nhìn thấy được nàng nhưng nàng lại không có nửa điểm cao hứng. Hắn biết nàng trách hắn lãnh khốc vô tình, thậm chí lúc hắn chạm vào nàng. Hắn thế nhưng lại phát hiện thân thể nàng hơi hơi phát run. Điều này khiến hắn hiểu được một sự thật, nàng sợ hắn. Lần đầu tiên hắn hao tổn tâm tư theo đuổi một nữ nhân. Vốn tưởng rằng trong lòng nàng, hắn ít nhiều cũng có chỗ đứng. Nhưng không nghĩ rằng hắn với nàng lại bị một động tác của nàng đánh trở lại như cũ. Quyết tuyệt như vậy, không giữ lại chút đường sống, không muốn tin nhưng đây lại là sự thật. Tuy rằng sau này hắn dùng nụ cười che giấu nhưng lại không thể lừa được chính mình. Một khắc kia trong lòng hắn như bị thương, nàng thế nhưng lại sợ hắn. Chẳng một câu trách cứ, cũng không có nửa vẻ giận dữ lại càng chứng minh chuyện nàng sợ hắn. Điều đó khiến hắn giận dữ, Tiếu Thiên Diệp lấy tay ấn ngực, nơi đó ẩn ẩn đau. Hắn nói với nàng chỉ vì muốn nàng được an toàn mà thôi. Cho dù được quay lại một lần nữa, hắn cũng không thể không trừ bỏ những người đó. Tiếu Thiên Diệp lại ngửa đầu uống cạn, Tiếu Lăng Phong nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, ta không hiểu, ngươi chẳng qua là vì không phục mà thôi. Chẳng lẽ ngươi thật sự coi trọng nàng, loại nữ tử này, ngoại trừ khuôn mặt thì rốt cuộc có chỗ nào tốt. Trong kinh thành còn nhiều nữ nhân tài mạo song toàn, ngươi muốn dạng nào mà chẳng được. Làm gì mà cứ khư khư một người như vậy, Tiếu Thiên Diệp buông cái chén. Thật lâu sau, vẻ mặt tựa hồ có chút buồn rầu, ta cũng không rõ, sao ta lại chỉ thích nàng. Hắn cũng từng tự hỏi qua chính mình vì sao, nhưng như thế nào cũng không tìm ra nguyên nhân, cũng không nghĩ ra được đáp án. Chỉ có thể nói hắn bị quỷ ám đến giải thích, Tiếu Lăng Phong cười, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Vẫn là nữ quỷ khó chơi, Tiếu Thiên Diệp gật đầu, ta cũng nghĩ vậy. Hắn là người tâm ngoan thủ lạt. Nếu sớm biết có ngày hôm nay thì lúc trước khi ở trong bãi săn hắn nhất định sẽ không chút do dự mà giết chết nàng. Triệt để trừ đi hậu hoạn, cũng miễn cho hôm nay hắn phải khổ sở. Uống rượu xong hắn ghé vào bàn cười, đáy mắt có một chút bi thương, trong lòng ta sợ hãi. Tiếu Thiên Diệp bề ngoài thập phần phong nhã, thoạt nhìn có chút hơi tùy hứng. Thủ đoạn làm việc lại cực kỳ lợi hại, mỗi một bước đi đều rất thận trọng, tính tình càng trầm ngoan không nhìn rõ nông sâu. Ngay cả Tần Vương cũng có chút kiêng kỵ hắn. Ngày xưa còn chưa bao giờ thấy hắn mất mát như thế. Tiếu Lăng Phong có chút sửng sốt, không biết nói gì cho phải. Ta sợ bản thân có cố gắng như thế nào, nàng cũng không thích ta. Tiếu Thiên Diệp có chút cô đơn, Tiếu Lăng Phong cảm thấy kinh hãi, hắn đột nhiên ý thức được, huynh đệ lớn lên cùng mình từ nhỏ bất chi bất giác đã có chút biến hóa. Lúc trước Tiếu Thiên Diệp giết người ngay cả ánh mắt cũng không chấp, hiện tại lại vì chút kháng cự của Âu Dương Noãn mà cảm thấy mất mát. Hắn đã không còn là Tần Vương Thế Tử không có tình cảm như trước nữa. Tim hắn đã bị người khác lấy đi, không bao giờ thuộc về hắn nữa. Tần Vương Thúc đã bắt đầu có động tĩnh, sớm muộn gì cũng bắt ngươi lập phi. Tiếu Lăng Phong chậm rãi nói, ngươi chắc là hiểu rõ lập trường của Âu Dương Noãn, hai người không có khả năng. Tiếu Thiên Diệp đặt bầu rượu xuống, đột nhiên đứng lên cười lạnh nói, ta không tin, trên đời này không có gì là không thể. Chỉ cần ta tình nguyện, nàng đồng ý thì có gì là không thể. Thọ Yến Thái tử phi hữu kinh vô hiểm cứ thế trôi qua. Âu Dương Noãn hồi phủ, báo lại tin tức cho Lý Thị. Ngươi nói cái gì? Lý Thị lập tức sững sờ.
một lúc lâu sau mới gian nan nói, người nói bệ hạ sắc phong ngươi là Vĩnh An quận chúa. Âu Dương Noãn gật gật đầu, trong lòng đối với phản ứng của Lý Thị có chút không nắm chắc. Lý Di Nương một bên đã trở nên khẩn trương, khiếp sợ cũng lại kinh ngạc khó tin. Âu Dương Khả mặc dù cực lực áp chế nhưng cũng không được, khuôn mặt vì ghen tị mà trở nên vặn vẹo. Tươi cười của Lý Thị lập tức trở nên sâu thẳm, ông trời phù hộ, đây thật sự là chuyện tốt. Từ nay về sau có danh quận chúa này, còn sợ tương lai không có tiền đồ tốt sao? Noãn Nhi, đứa nhỏ này quả nhiên là có phúc, chẳng những có thể giải ưu trong nhà, tương lai còn có thể giúp cho phụ thân cùng đệ đệ. Thật tốt quá, thực sự là rất tốt, Lý Thị vui mừng ra mặt khiến Âu Dương Noãn có chút sửng sốt. Sau liền lập tức hiểu được, chỉ sợ tổ mẫu đem danh hiệu quận chúa này như thêm một nấc thang để tương lai được lên cao hơn. Cũng chỉ sợ đã quá mức cao hứng mà nhất thời quên đi, hôn sự của nàng không bao giờ có khả năng bị họ an bài nữa. Nhưng nàng cũng không tính nói ra, vẫn hỏi han Lý Thị mấy câu như thường lệ rồi trở về Noãn Các. Một ngày này phải ứng phó với nhiều người nhiều chuyện, nàng đã muốn mệt chết rồi. Âu Dương Tước đang ở Noãn Các chờ nàng, hơn nữa còn nói cho nàng một tin tức ngoài dự đoán. Tô Ngọc Lâu đã xảy ra chuyện. Sau hội thì Tô Ngọc Lâu ở kinh đô này rất tỏa sáng, trong khoảng thời gian ngắn trở thành khách quen trong các phủ hào môn thế gia. Mỗi người đều nói hắn có tướng trạng nguyên, ở thi đình hoàng đế tự mình khảo nghiệm chư vị học sĩ tài ba, quả thực đối với Tô Ngọc Lâu càng thêm tán thưởng. Cũng khâm điểm hắn đứng đầu kỳ thi, ai ngờ lúc này ngự sử Cửu Duyên lại thượng tấu, tố cáo chủ khảo thi hội Trương Tứ Duy, nói hắn nhận hối lộ làm dối kỷ cương. Nhất thời toàn kinh đô chấn động. Các triều vua, thi hội 3 năm một lần áp dụng di lục đằng phong chế. Đối với bài thi đều tiến hành niêm phong, thống nhất giao cho quan sao chép, rồi lại phân cho sinh sao chép tiến hành sao chép bài thi của các sĩ tử lại một lần. Sao chép xong lại giao cho quan đọc đối chiếu với bài thi của các sĩ tử lại một lần. Sau khi xác định không có sai sót gì mới chuyển cho quan chấm thi. Mới bắt đầu chấm bài thi, bình cuốn, lựa chọn chờ khắc đốt. Theo lý mà nói thì rất khó xuất hiện gian lận. Nhưng có một sĩ tử Giang Nam gọi là La Đồng bỏ ra một số tiền lớn thu mua chủ khảo Trương Tứ Duy. Ước định bài thi thứ nhất sẽ dùng chữ phu để kết thúc, bài thi thứ hai chữ hí, bài thi thứ ba dùng từ bãi, cuối cùng là dùng từ bảo kiếm. Kết quả Trương Tứ Duy quả thực chọn chúng người này làm cống sĩ. Lúc chuyện xảy ra, hắn còn ở trên thi đình, đúng lúc đang giạt rào đắc ý lập tức bị tấu chương này của ngự sử đánh vào địa ngục. Hoàng đế lập tức triệu kiến nội các đại thần, các bộ chờ nghị việc này. Trải qua kiểm chứng, phát hiện chuyện đúng là như vậy. Hoàng đế giận tím mặt, trên triều phán trảm Trương Tứ Duy cùng La Đồng, lập tức hành quyết. Cũng giáng chức 7 người giám thí ngay tại chỗ. Vốn việc này cùng Tô Ngọc Lâu không hề có quan hệ, nhưng lại không may hắn cùng tên La Đồng kia là đồng hương, hơn nữa cũng qua lại thân mật. Nhất thời vị trí trạng nguyên của hắn liền bị hoài nghi. Tuy rằng không có chứng cứ chứng minh hắn cùng La Đồng hối lộ giám khảo nhưng dưới cơn thịnh nộ của hoàng đế hắn vẫn bị tước công danh. Hơn nữa còn lệnh cưỡng chế suốt đời không được tham gia khoa khảo. Cứ như vậy giấc mộng bước vào con đường làm quan của Tô Ngọc Lâu xem như hoàn toàn bị cắt đứt. Âu Dương Noãn nghe xong tin tức này, giống như là có chút sợ mà run lên. Nhưng chớp mắt bên môi lập tức xuất hiện tươi cười. Trên đời này có thể làm chuyện ngoan độc như vậy cũng chỉ có người kia, lại cố tình hắn mỗi lần đều có thể tìm được nhược điểm của đối thủ. Hắn không chỉ là độc ác mà còn rất sâu sắc, khiến Tô Ngọc Lâu cả đời không thể tham gia khoa cử. So với muốn mạng còn khó chịu hơn. Hơn nữa đây cũng chỉ là mới bắt đầu thôi, theo tính cách của Tiếu Thiên Diệp thì Tô Ngọc Lâu tuyệt đối không có hoa quả tốt để ăn. Người ta làm lần đầu, còn nàng làm 15 mới chỉ là dệt hoa trên gấm. Âu Dương Noãn đứng lên, mỉm cười nói, Hồng Ngọc, chúng ta nên tới Lê Hương Viện thăm muội muội một chút. Chương 210, nhị tiểu thư sắc đảm bao thiên 1. Sắc đảm bao thiên, háo sắc đến tận trời, bị sắc đẹp làm mờ mắt. Mới đến cửa Lê Hương Viện liền nghe tiếng khóc liên miên không dứt. Âu Dương Noãn vừa mới vào sân, Nhuế Mama liền đi lên đón, mặt đầy tươi cười nói, đại tiểu thư đã tới, để nô tỳ vào trong thông báo. Âu Dương Noãn tươi cười giữ tay đối phương lại, nói, Nhuế Mama sao lại khách khí thế? Ta đến viện muội muội, sao phải thông báo? Vẫn là ta cùng ngươi đi vào đi thôi. Nhuế Mama muốn rút tay về nhưng Âu Dương Noãn lại mỉm cười. Trong lòng bà ta nhảy lên, cúi đầu, dạ. Trước khi Nhuế Mama rời đi, trong phủ từ trên xuống dưới đối với phu nhân cùng nhị tiểu thư đều là tán thưởng không dứt. Nhắc tới đại tiểu thư đều như là không có người này tồn tại. Nhưng bất quá chỉ qua 2 năm ngắn ngủi, lúc bà quay lại, đánh giá của mọi người với Âu Dương Khả cùng Âu Dương Noãn lại hoàn toàn khác biệt.
phải nói rằng Dạng tiểu thư vừa sinh ra đã là danh môn khuê tú được mọi người hâm mộ như Âu Dương Khả có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Trong mắt Âu Dương Khả, bọn nô tỳ cùng mình là người của hai thế giới. Thậm chí còn không được xem như người, cho nên nàng ta đối với hạ nhân bên cạnh rất xem thường cùng hờ hững. Càng không có khả năng chủ động quan tâm xem hỉ nộ ái ố cùng suy nghĩ của bọn họ. Ngược lại Nhuế Mama phát hiện, Âu Dương Noãn xuất thân so với Âu Dương Khả còn cao quý hơn lại không phải vậy. Âu Dương Noãn luôn ôn hòa thân thiết, luôn tươi cười với mỗi người. Bởi vậy mà hạ nhân trong phủ đều ấn tượng tốt với nàng. Nhuế Mama hiểu rõ, tuy rằng lời nói của bọn nô tỳ không có chút trọng lượng nhưng lại là nơi mà những tin tức trọng yếu được truyền ra. Âu Dương Noãn đối với hạ nhân không hề keo kiệt, thái độ lại hòa nhã khiêm tốn, đúng là phi thường đả động lòng người. Âu Dương Noãn này lại là tâm phúc của lão thái thái, tâm tính lại an hòa nên nàng cũng là đối tượng nịnh bợ của mỗi người. Như thế nàng liền có được một mạng lưới tin tức rộng rãi, chỉ sợ mọi nhất cử nhất động trong Lê Hương Viện cũng truyền đến tai nàng đầu tiên. Trong lòng Nhuế Mama rất cả kinh nhưng cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Vào phòng liền thấy Âu Dương Khả mặt đỏ tai hồng, đầu tóc rối tung, trong tay đang giơ cao cây phất trần, đánh liên tiếp lên người Hạ Tuyết đang quỳ dưới đất. Mama nhà đầu bên cạnh cũng đều quỳ xuống, cúi đầu không dám hé răng. Âu Dương Khả vừa đánh vừa hung tợn nói, người cả ngày ở trước mặt ta hồ ngôn loạn ngữ. Cái gì mà Tô công tử không bao giờ có thể ngóc đầu lên? Lời này mà ngươi cũng dám nói ra sao? Lời còn chưa dứt, đã tùy tay cầm một bình hoa sứ men xanh dùng sức ném xuống đất. Mảnh vỡ văng tứ tung khiến mọi người đều né tránh. Hạ Tuyết che mặt, sợ tới mức khóc giống lên. Muội muội làm sao vậy? Sao lại tức giận đến như vậy? Âu Dương Khả nhìn thấy Âu Dương Noãn đứng ở cửa, nhất thời ngây ngẩn cả người. Ngượng ngùng không biết như thế nào cho tốt. Phất trần trong tay cầm cũng không được mà buông cũng chẳng xong. Âu Dương Noãn đi lên phía trước, cầm lấy cây phất trần, thấp giọng khuyên, tức giận thì cũng liền thôi. Nhưng trăm ngàn lần đừng làm tay bị thương. Hạ Tuyết không dám ngẩng đầu, chỉ ô ô nức nở, không dám khóc lớn. Âu Dương Khả nhìn Nhuế Mama bên cạnh một cái, sau đó miễn cưỡng mỉm cười hành lễ, đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Chỉ là một nha đầu không hiểu chuyện, ta đang giáo huấn nàng mà thôi. Âu Dương Noãn lập tức có chút kinh ngạc. Nàng chỉ vào Hạ Tuyết nói, nhà đầu kia vẫn luôn hiểu quy củ, hôm nay phạm vào đại sai gì mà chọc ngươi tức giận như vậy. Hạ Tuyết chẳng qua là đem tin tức Tô Ngọc Lâu gặp chuyện không may nói cho Âu Dương Khả biết. Còn nói một câu tiền đồ của Tô công tử chỉ sợ là xong rồi nên Âu Dương Khả mới nổi trận lôi đình. Nàng ta đem mọi lời dạy của Nhuế Mama tất cả đều quên hết, giữ chặt lấy Hạ Tuyết chút giận. Chỉ là những lời này cũng không thể để cho Âu Dương Noãn biết. Âu Dương Khả sợ hãi nói. Nàng làm vỡ ngọc bồ phỉ thúy của tỷ tỷ tặng, ta tức giận nên mới giáo huấn nàng. Âu Dương Noãn cười cười, cũng không truy hỏi, tự mình dìu Hạ Tuyết lên nói, được rồi, chủ tử ngươi chỉ là nhất thời tức giận nên mới trách phạt. Mau đi xuống đi, Hạ Tuyết lúng ta lúng túng nhìn thoáng qua Âu Dương Khả, thấy ánh mắt đối phương như đao nhỏ xẹt qua liền giật mình, nói, dạ. Nói xong liền vụng trộm lau khô nước mắt rồi lui xuống. Âu Dương Noãn nhìn mọi người chung quanh mỗi người một biểu tình liền nói, ta hôm nay đến tìm muội muội trò chuyện. Các ngươi mau thu dọn một chút rồi lui xuống trước đi. Nhuế Mama nhìn nha đầu trong Lê Hương Viện yên lặng không tiếng động thu dọn mảnh vỡ rồi từng người một đi ra ngoài thì trong lòng càng thêm kinh ngạc. Bà ngàn vạn lần không thể ngờ được, nha đầu trong Lê Hương Viện này đều răm rắp nghe theo lời của Âu Dương Noãn. Như vậy sợ không chỉ là Lê Hương Viện. Mà trong thời gian 2 năm ngắn ngủi này toàn bộ hạ nhân của phu nhân sắp xếp trong phủ đều đã bị đổi. Âu Dương Khả mặc thượng sam vàng nhạt, váy dài nguyệt sắc, trên tai là hoa tai minh nguyệt thật dài. Dáng người thoạt nhìn thướt tha, mi thanh mục tú, chỉ là búi tóc hơi rối tung, sắc mặt còn đỏ vì vừa rồi nổi giận. Nàng ta nhìn Âu Dương Noãn, ánh mắt tàn nhẫn vừa rồi đều biến mất không dấu vết, chỉ còn lại chút tươi cười sợ hãi. Nhà đầu mang trà nước cùng điểm tâm. Âu Dương Khả chu đáo ngồi một bên cùng nói chuyện với Âu Dương Noãn. Nàng nhìn đối phương bộ dáng mảnh mai đáng yêu, bên ngoài nhìn vào tuyệt không thể nghĩ được đây là người vừa rồi còn ngoan độc đánh nha đầu. Âu Dương Noãn nói mấy câu chuyện phiếm, giống như là vô tình nhắc tới một chuyện, muội muội, muội nghe Lý Di Nương nói gì chưa? Hai ngày nay đại phu nhân Trương gia Thái Bình Hầu đã đến phủ chúng ta. Thái Bình Hầu Trương gia, Âu Dương Khả nhất thời sửng sốt, không biết vì sao đối phương lại chủ động nhắc đến chuyện này. Nhuế Mama gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra chút gì đó nhưng lại không thu hoạch được gì. Âu Dương Noãn nói nửa câu rồi cầm chén trà lên uống.
Phương Mama nhìn chủ tớ hai người đều lộ thần sắc giật mình thì cười nói, Trương đại phu nhân cùng Tương Vương phi tình cảm rất tốt. Nghe nói nửa năm trước còn thay nhị công tử Tương Vương gia đến Thôi gia cầu thân. Kết quả Thôi gia không đáp ứng, còn chế nhạo Trương đại phu nhân một hồi a. Thôi gia, là Thôi U nếu tỷ tỷ sao? Âu Dương Khả trần chờ hỏi. Không phải, là nữ nhi thúc phụ nàng, Thôi U Lan. Trước kia Trúc Thọ lão thái thái cũng có đi theo. Chính là không hay nói chuyện nên tiểu thư mới không chú ý đến thôi. Trong đầu Âu Dương Khả lập tức hiện lên một nữ tử dáng người gầy nhỏ, tư sắc bình thường. Trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc, Tương Vương sao có thể bỏ qua Thôi tỷ tỷ là chọn nàng. Nói ra thì Thôi U Lan kia cũng thập phần bình thường, nói chuyện lại có chút lắp bắp. Phụ mẫu không có thế lực, nắm được mối hôn sự tốt như vậy hẳn là phải cao hứng mới đúng. Nghe lời Phương Mama nói, tựa hồ như là cự tuyệt. Đây là có chuyện gì? Âu Dương Noãn mỉm cười, đó cũng là đương nhiên. Muội muội không biết, thực ra thân thể vị nhị công tử Tương Vương kia không được tốt. Thân thể không tốt, mặc kệ có tật xấu gì, sau khi thành niên trung quy cũng đường đường là thân phận quận vương. Làm sao Thôi ra có thể cự tuyệt, chuyện này nói như thế nào cũng đều không thông a. Nhị tiểu thư, nô tỳ nghe nói nhị công tử Tương Vương là một người không hiểu chuyện. Phương Mama cười nói, giống như đang nói chuyện nhàn thoại nhà người ta. Lời này là có ý gì? Âu Dương Khả sửng sốt một chút, theo nô tỳ biết, nhị công tử là một đứa nhỏ si ngốc, năm nay đã 15 tuổi mà ngay cả đi cầu cũng không thể cởi quần a. Âu Dương Khả sửng sốt, hóa ra nhị công tử Tương Vương trời sinh ngu dốt, bị quản thúc không được xuất môn. Việc này nàng cũng từng nghe nói nhưng lại không biết si ngốc đến mức này. Điều này sao có thể? Nhuế Mama cũng kinh ngạc nói. Nhuế Mama, chuyện này ai lại đi nói bừa? Người ra ngoài hỏi thăm mà xem, không ít người biết chuyện này đâu. Phương Mama tươi cười, nói chắc chắn, nhị công tử này vẫn là tâm bệnh của Tương Vương, bởi vì hắn si ngốc từ nhỏ nên những nhà môn đăng hộ đối đương nhiên không chịu đem nữ nhi gả qua. Còn ra ngoài mua một nữ tử nhà bình dân thì sợ mất mặt vương phủ. Vì vậy mới nghĩ tìm một cô nương nhà quan lại bình thường hoặc có chút tỉ vết. Nào ngờ vẫn bị Thôi ra cự tuyệt, Âu Dương Khả bừng tỉnh đại ngộ, ta hiểu rồi. Thôi ra nhất định nghe được tin gì nên mới cự tuyệt Tương Vương. Nhà bọn họ cũng thật ghê gớm. Nếu là nhà bình thường cho dù không muốn cũng không dám dễ dàng cự tuyệt như vậy a. Dù sao cũng là Tương Vương phủ. Khóe miệng Âu Dương Noãn nhẹ nhàng nhếch lên, muội muội nói không sai. Chỉ là Thôi ra dù sao cũng là Hàn Lâm phủ, rốt cuộc vẫn còn có chút thanh quý, tất nhiên là sẽ không chịu. Nếu đổi lại là nhà khác nhất định là không thể từ chối rồi. Đúng vậy, nhị tiểu thư ngài không biết, nói đến hôn sự của vị Thôi U Lan tiểu thư kia, cũng là biến đổi bất ngờ a. Phương Mama cảm thán, đại tiểu thư nói Thôi ra kia thanh quý, chẳng qua cũng là vì ghét bỏ nhị công tử Tương Vương si ngốc kia thôi. Lần trước Thôi U nếu không phải còn oán giận với ngài nói biểu muội nàng đoạt đi hôn sự của mình sao? Âu Dương Khả giật mình không che giấu, từ khi nào thì trong kinh đô đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nàng thế nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ như vậy liền cười cười nói, Phương Mama, vừa rồi ngươi nói là Thôi U Lan đoạt hôn sự của U nếu tỷ tỷ. Chuyện này là như thế nào? Sắc mặt Âu Dương Noãn hơi trầm xuống, thanh âm mát lạnh lãnh triệt nói, Mama, người hồ đồ rồi sao? Nói một chút cũng liền thôi đi, sao có thể đem chuyện của Thôi tỷ tỷ ra để tiêu khiển? Phương Mama vội vàng xin lỗi, vẻ mặt sợ hãi. Tỷ tỷ trách Mama làm gì? Là ta muốn nghe, giữa tỷ muội chúng ta có gì là không thể nói chứ? Âu Dương Khả buồn cười nói, vẻ mặt đều là thơ ngây. Chỉ là một chút thơ ngây này. Trong mắt Âu Dương Noãn lại cực kỳ buồn cười. Là ai diễn trò cho ai xem, trong đầu mỗi người đều hiểu được. Lông mi thật dài của Âu Dương Noãn hơi hơi hạ xuống, giọng điệu trầm thấp pha lẫn chút thở dài, nói đến mới nghĩ, Thôi tỷ tỷ cũng thật sự là đáng thương. Vốn Thôi Hàn Lâm muốn gả Thôi tỷ tỷ cho Tam thiếu gia nhị phòng Chu gia Tuyên Thành công phủ. Nghe nói vị Tam thiếu gia kia rất tốt, người lại tao nhã, cùng Thôi tỷ tỷ rất xứng đôi. Đây cũng là một mối hôn sự vô cùng tốt. Đáng tiếc trong một buổi ẩm yến ở Thôi gia, Thôi tỷ tỷ bởi vì kiêng dè nên không tham gia. Thôi U Lan liền mượn cơ hội này tiếp cận vị Chu Tam thiếu gia kia, không ngờ cứ thế đoạt đi mối hôn sự này. A, tâm Âu Dương Khả một lần nữa bị đánh động, chần chờ một chút liền hỏi, Thôi U Lan tướng mạo cùng tài hoa đều kém xa biểu tỷ nàng, Chu Tam công tử xuất thân danh môn lại có học thức, sao có thể bị nàng lừa chứ? Âu Dương Noãn thở dài một hơi, nhưng cũng không chịu nói thêm gì nữa. Âu Dương Khả đối với chuyện này rất tò mò, nhưng đối phương không chịu nói nên nàng cũng không thể làm gì.
Chương 211, nhị tiểu thư sắc đảm bao thiên 2. Đúng rồi, vừa nãy tỷ tỷ nói Trương đại phu nhân cũng đến phủ chúng ta. Âu Dương Khả rất nhanh đem chuyện này suy nghĩ một lần, lập tức nghĩ tới điểm này. Nhanh chóng nhìn Nhuế Mama, sắc mặt hai người đều hơi hơi thay đổi. Âu Dương Noãn gật gật đầu, nói, đúng vậy, cùng tổ mẫu nói chuyện một hồi lâu. Sau đó còn cùng dùng bữa trưa, sắc mặt Nhuế Mama càng trở nên khó coi, Âu Dương gia tổng cộng chỉ có hai tiểu thư vừa độ tuổi. Âu Dương Noãn này đã là quận chúa, giá trị con người liền đã khác, Lý thị căn bản sẽ không động đến nàng. Như vậy chỉ còn lại Âu Dương Khả, nếu là trước kia, Lý thị có thể sẽ do dự nhưng nay Âu Dương Khả không có mẫu thân che chở, chân lại có tật. Chỉ sợ lão thái thái còn ước gì đem nàng đẩy đi sớm sớm, làm gì còn lo lắng tân lang có phải là kẻ ngốc hay không. Nghĩ đến đây Nhuế Mama thử thăm dò nhìn về phía Âu Dương Noãn, đại tiểu thư, theo ngài Trương đại phu nhân đến đây, có phải là nhắc lại chuyện xưa hay không? Nhắc lại chuyện xưa, Âu Dương Noãn hơi hơi nhíu mày, tựa hồ như rất kinh ngạc, ai nha, chẳng lẽ người đang nói hôn sự sao? Chuyện này, ta còn chưa nghĩ đến điểm này, hẳn là, không thể nào, trong ánh mắt Âu Dương Khả cũng lộ vẻ không dám tin. Nàng biết Âu Dương Noãn không phải nói dối. Trương đại phu nhân thật sự đã đến Âu Dương phủ, còn về phần tới làm gì, bây giờ còn phải hỏi sao? Âu Dương Noãn biết rõ lời nói của mình khiến lòng đối phương nổi lên cuộn sóng nhưng trên mặt cũng không để lộ nửa điểm. Chỉ mỉm cười nói, muội muội yên tâm, lão thái thái yêu thương muội như vậy, tuyệt đối sẽ không gả ngươi cho một kẻ ngốc đâu. Khi nàng nói như vậy, trong ánh mắt hơi hơi lộ ra mỉm cười thâm ý khiến người ta phải cân nhắc. Nhìn sắc mặt khó coi của Âu Dương Khả, Âu Dương Noãn tựa hồ như nhớ tới cái gì mà thở dài, nói đi cũng phải nói lại, thân là nữ tử thì hôn sự đều do cha mẹ sắp đặt. Nữ nhi như chúng ta không thể tự làm chủ, cho dù thật sự phải gả cho kẻ ngốc thì có năng lực gì thay đổi. Cũng may Tương Vương gia dòng dõi cao, gả qua cũng không tính là ủy khuất. Tỷ tỷ nói gì vậy? Nếu phải lấy chồng, dòng dõi cao ta không thèm để ý, nhưng nhất định phải là một người tốt nhất. Ngoại hình, tài năng không thể thiếu được. Về phần gia tư phú hậu thì phải xếp sau. Âu Dương Khả thuận miệng, nói xong thì mặt nhất thời liền đỏ lên, nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn như sợ đối phương sẽ bắt lỗi lời mình. Âu Dương Noãn như là nghe mà không hiểu, sắc mặt vẫn không thay đổi, nghe muội muội nói vậy, là muốn gả cho một tài tử. Sắc mặt Âu Dương Khả càng đỏ, trong ánh mắt hàm chứa tia thử ý, tỷ tỷ, nếu ta phải lấy chồng, xác thực muốn gả cho một tài tử. Người ngẫm lại xem, nam tử như vậy tất nhiên không tầm thường. Ta tuy rằng văn vẻ không tốt nhưng nghe người ta ngâm thơ văn cũng thấy rất lọt tai. Nếu gả cho tài tử, chàng đọc sách dưới đèn, ta ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe, đây chính là tâm nguyện của ta. Còn công tử nhà cao cửa rộng lại nếu không hợp ý, ta cũng không vừa mắt. Điểm này, so với kiếp trước giống nhau như đúc, kiếp trước Lâm Thị không biết chọn cho Âu Dương Khả bao nhiêu người, thế nhưng nàng ta lại chỉ nhìn chúng một công tử thương hộ đê tiện khiến Lâm Thị rất tức giận. Âu Dương Noãn cười rộ lên. Nói, hóa ra là muội muội thích thư sinh, tương lai không chừng lại là phu nhân Trạng Nguyên a. Thật đáng mừng, Âu Dương Khả bị một câu này gợi lên tâm tư, nghĩ đến Tô Ngọc Lâu vừa bị đoạt danh Trạng Nguyên nhất thời có điểm hận Âu Dương Noãn nói chuyện quá lợi hại. Chính mình thế nhưng bất chi bất giác bị người ta cuốn vào, liền không dám hé răng. Lúc này Hồng Ngọc nhẹ giọng nhắc nhở thời gian không còn sớm. Âu Dương Noãn liền đứng lên nói, "Âu, ta cũng nên trở về rồi. Muội muội nghỉ ngơi sớm đi." Âu Dương Khả cũng liền đứng dậy, một lần nữa mang vẻ mặt tươi cười tiễn người đến tận cửa. Sau khi quay lại liền trầm mặt quát lớn với Hạ Tuyết, nhanh đi hỏi thăm một chút, Trương đại phu nhân nói chuyện gì với lão thái thái. Đúng rồi, còn tìm hiểu một chút chuyện của Thôi U Lan là như thế nào. Hạ Tuyết cúi đầu đi, Nhuế Mama lo lắng nhìn bóng dáng Âu Dương Noãn, trong lòng luôn luôn có một cảm giác kỳ quái. Đại tiểu thư hôm nay đến. Là vì nhắc nhở nhị tiểu thư lão thái thái có ý gả muốn gả nàng cho một kẻ ngốc sao. Đại tiểu thư từ khi nào thì có lòng tốt như vậy. Nhưng nếu thật sự nhị tiểu thư phải gả cho nhị công tử Tương Vương, như vậy cả đời này coi như hủy. Nhuế Mama cảm thấy, mặc kệ Âu Dương Noãn xuất phát từ dụng tâm gì, chuyện này cũng nhất định phải điều tra rõ ràng. Hạ Tuyết đi ra ngoài chừng 2 canh giờ, Âu Dương Khả đều ở trong phòng đứng ngồi không yên. Đợi đến khi Hạ Tuyết trở về liền chửi bới một phen. Hơn nửa ngày Nhuế Mama mới khuyên can được. Hạ Tuyết quỳ trên mặt đất, từng chút đem tin tức nghe được báo cho chủ tử. Trương đại phu nhân ở trong phòng lão thái thái nói chuyện, tất cả mọi người đều bị cho lui xuống. Ai cũng không biết hai người nói chuyện gì, chỉ biết là trưa đó lão thái thái rất cao hứng,
còn giữ Trương đại phu nhân ở lại dùng bữa. Dùng cơm xong, lão thái thái còn tiễn đến tận cửa. Đồ vô dụng, chừng đó thì so với tin tức Âu Dương Noãn tiết lộ cũng không có sai biệt. Còn chuyện của Thôi tiểu thư kia là như thế nào? Hạ Tuyết nói, vị Thôi tiểu thư kia cố ý làm bộ như thân mình không khỏe, cố ý ngã xuống trước mặt Chu Tam thiếu gia. Nàng ta nói mình có mang bệnh trong người, tim đau không thở nổi. Chu Tam thiếu gia tưởng thật nên đã có lòng tốt nâng nàng ta dậy, sau đó mới đi tìm người giúp. Ai ngờ khi người khác đến, Thôi tiểu thư lại nói với mọi người bị Chu Tam thiếu gia khi dễ. Vốn mọi người không tin nhưng trong tay nàng lại cầm ngọc bội của hắn. Còn nói nếu Chu gia không tới cửa cầu hôn thì sẽ treo cổ ở cửa lớn Chu gia, để mọi người trong kinh đô biết Chu gia bội bạc, khi dễ thiếu nữ nhà người ta. Tam phòng Chu gia vốn rất lợi hại nhưng không thể để người khác nắm được điểm yếu. Nhị phu nhân Chu gia không còn cách nào khác liền đem hôn sự vốn muốn kết với Thôi U nếu chuyển qua Thôi U Lan. Hóa ra là như vậy, Thôi U Lan này đúng là không biết xấu hổ, chưa qua cửa đã khiến mẹ chồng cùng phu quân chán ghét, tương lai sao có thể sống yên. Nhuế Mama lạnh lùng nói, thế nhưng Âu Dương Khả lại lẩm bẩm, nhưng nữ tử như nàng nếu không dùng chút thủ đoạn thì sao có được mối hôn sự tốt. Nhị tiểu thư, ngài hồ đồ rồi sao? Đây cũng không phải chuyện đùa a. Thế ra danh môn trong kinh đô này ai cũng đều biết chuyện, vị Thôi tiểu thư này làm vậy tương lai cũng đừng nghĩ có thể ngẩng đầu lên làm người. Hừ, chỉ cần có thể gả cho người trong lòng, ngay cả không thể ngẩng đầu lên thì sao? Dù gì cũng không phải ở trong một nhà, có gì phải sợ. Âu Dương Khả bình thường đều nghe lời Nhuế Mama, nhưng hôm nay lại cố chấp ngoài ý muốn. Nhuế Mama thở dài nói, nhị tiểu thư, ngài trước hết đừng gấp. Nô tỳ đoán đại tiểu thư sẽ không có lòng tốt nhắc nhở ngài như vậy đâu, khẳng định là có nội tình khác. Ngài đừng bị mấy câu nói của khích bác của nàng lừa. Nhưng Âu Dương Khả lại cúi đầu không nói lời nào. Hạ Tuyết phụng trộm nhìn vẻ mặt của nàng. Nhuế Mama phát giác liền hung hăng trừng mắt, Hạ Tuyết lập tức cúi đầu, lặng lẽ đi ra ngoài. Hạ Tuyết vừa đi đến sân viện, chợt nghe Nhuế Mama đứng cạnh cửa sổ hô, Hạ Tuyết. Đến phòng bếp mang canh hạt sen của nhị tiểu thư lại đây. Hạ Tuyết vội vàng lên tiếng rồi bước nhanh ra khỏi viện. Đi ra khỏi Lê Hương viện, Hạ Tuyết đi thẳng đến phòng bếp. Vào phòng thì lớn tiếng nói, Triệu Mama, canh hạt sen của nhị tiểu thư đâu? Triệu Mama cười khanh khách trả lời, vốn là phải làm nhưng vừa khéo lão thái thái phân phó làm cháo nấm tuyết cho nên mới chỉ hoãn vài canh giờ. Ngươi vào đây ngồi chờ một chút, nói xong liền đón Hạ Tuyết vào. Bóng người vốn đi theo Hạ Tuyết nhìn thấy mới lặng lẽ rời đi. Hạ Tuyết từ phòng bếp nhìn thoáng qua rồi cười lạnh một tiếng, quay đầu nói với Triệu Mama, người thay ta nhìn một chút. Triệu Mama cười nói, lão nô hiểu, cô nương yên tâm. Hạ Tuyết đi qua phòng bếp, từ cửa hông nhỏ đi ra ngoài, hướng đến Noãn Các mà đi. Hồng Ngọc sớm đã đứng ở cửa chờ, một đường dẫn vào nội thất. Hạ Tuyết vừa vào cửa liền quỳ gối trước Âu Dương Noãn. Âu Dương Noãn tự mình nâng nàng ta dậy, có bị thương nặng không? Hồng Ngọc kéo ống tay áo Hạ Tuyết nói, tiểu thư ngài xem, nhị tiểu thư đánh Hạ Tuyết không phải một hồi đâu, nhất định là mượn nàng chút giận, đánh đến mức nhìn không ra người. Trên người Hạ Tuyết một mảng xanh một mảng tím, nhìn thấy rất ghê người. Âu Dương Noãn nhíu mày, cười lạnh nói, nó càng ngày càng không giống nữ tử. Sau đó lập tức gọi Sương Bồ, đi lấy thuốc đến đây. Trong ánh mắt Hạ Tuyết xẹt qua tia thống hận, nói, nô tỳ vẫn đi theo nhị tiểu thư, bình thường vẫn bị đánh. Có khi còn đánh gãy cả một cây chổi lông gà, so ra thì hôm nay cũng không tính là cái gì, nô tỳ đều đã quen rồi. Âu Dương Noãn thở dài, lúc này Sương Bồ đã cầm hộp thuốc đến, bôi cho Hạ Tuyết. Hạ Tuyết nhìn Âu Dương Noãn nói, đại tiểu thư, Nhuế Mama trong lòng đã có nghi ngờ. Vừa rồi bà ta còn phái người đi theo nô tỳ đến phòng bếp, cũng may nô tỳ sớm có phòng bị. Nếu bị phát hiện, chỉ sợ lại gây phiền toái cho đại tiểu thư. Nhuế Mama xác thực là rất khôn khéo. Âu Dương Noãn hơi hơi trầm ngâm, một lát sau mới nói, sau này cẩn thận một chút, đừng để lộ hành tích. Dạ, Hạ Tuyết gật đầu, sau đó lập tức nói, đại tiểu thư, theo nô tỳ thấy thì hôm nay tâm tư nhị tiểu thư đã có chuyển động. Âu Dương Noãn cũng không hề vui mừng như Hạ Tuyết chờ mong. Yên lặng một lát, mới nói, Nhuế Mama thực khôn khéo, có bà ta ở Lê Hương viện thì luôn bó tay bó chân. Hạ Tuyết cười nói, đại tiểu thư không cần quá lo lắng. Theo nô tỳ thấy, nhị tiểu thư này bất quá chỉ mà muốn mượn kế sách của Nhuế Mama để xuất đầu thôi. Cũng không có mấy phần thiệt tình. Phương Mama nhướng mày nhẹ nhàng cười lạnh, nói, đại tiểu thư, ngài vì sao phải nhắc nhở nàng chuyện Trương đại phu nhân?
cứ để lão thái thái thúc đẩy cửa hôn sự này không phải tốt hơn sao? Trong mắt Âu Dương Noãn lóe ra ánh sáng kỳ dị, lắc đầu nói, đáng tiếc, lão thái thái sẽ không đáp ứng. Không đáp ứng, vì sao? Phương Mama giật mình nói. Âu Dương Noãn mỉm cười, phụ thân còn trông cậy vào nhị cửu cửu nói tốt vài câu trước mặt Tần Vương, cho nên mới giữ lại vị trí chính thê của Lâm Thị. Mặt khác nếu vội vàng đem nữ nhi gả cho một tên ngốc, ông ta không sợ người khác nói hắn vì leo lên quyền quý mà ngay cả nữ nhi cũng bán sao. Âu Dương gia còn cần mặt mũi, mà cho dù là bán ông ta cũng sẽ bán thần không biết quỷ không hay, sẽ không làm cuộc mua bán lỗ vốn. Nàng dừng một chút, sau đó mềm nhẹ nói, Hạ Tuyết, tính tình Âu Dương khả nếu không có Nhuế Mama khắc chế thì nhất định sẽ gặp rắc rối. Ngươi hiểu chưa? Hạ Tuyết ngẩn người, chợt hiểu ra, khóe miệng nhếch lên, dạ, nô tỳ hiểu. Chương 212, nhị tiểu thư sắc đảm bao thiên ba. Sáng sớm 3 ngày sau, Hạ Tuyết vẫn như thường lệ trải đầu cho Âu Dương Khả. Âu Dương Khả nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của mình trong gương, sắc mặt lại có chút không tốt, người mau nhìn giúp ta nhìn trên đầu một chút, sao lại ngứa như vậy? Có phải có nhọt hay không? Sao ta sờ không thấy? Hạ Tuyết áp chế cười lạnh trong lòng. Lấy tay vạch tóc lộ ra đầu ra rồi ra vẻ kinh ngạc nói, ai nha, sao có thể như vậy? Đầu Nhuế Mama hôm qua ngứa cả một đêm, trong lòng thực không thoải mái nhưng chỉ cau mày đứng một bên phân phó bọn nha đầu bưng nước ấm vào để Âu Dương Khả rửa mặt. Lúc này nghe thấy tiếng của Hạ Tuyết thì nhất thời tức giận, có chuyện gì? Bà ta bước nhanh tới, hung hăng trừng mắt với Hạ Tuyết sau đó nhìn lên đầu Âu Dương Khả. Vừa nhìn thấy thì lập tức giật mình. Sau đó hung hăng cho Hạ Tuyết một bạt tai, bảo ngươi hầu hạ tiểu thư, ngươi lại làm gì hả? Sao trên đầu tiểu thư lại như vậy? Việc nhỏ này cũng làm không tốt, giữ ngươi lại làm gì? Hạ Tuyết bưng mặt, không dám nói lời nào. Âu Dương Khả nhíu mày nói, rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao lại ngứa như vậy? Nhuế Mama không yên nói, tiểu thư, đây là chế giận a. Đang bình thường, cũng lại không tới gần nha đầu hạ đẳng, sao lại bị lây chứ? Chế giận. Âu Dương Khả sửng sốt, lập tức giận tím mặt, nữ tử nhiễm chế giận rất khó trừ tận gốc, chẳng những ngứa ngáy khó nhịn mà trên tóc hay da đầu cũng sẽ bởi vì trứng của chúng mà kết từng mảng trắng. Muốn có bao nhiêu ghê tởm thì có bấy nhiêu, đầu tóc của nàng bình thường luôn được tỉ mỉ nuôi dưỡng, người khác ngay cả chạm vào một chút nàng cũng luyến tiếc. Hiện tại lại có chế giận, cứ như vậy chẳng phải là tội lớn rồi sao? Nhuế Mama khó thở, quay lại liền cho Hạ Tuyết một cái tát nữa, đồ vô dụng. Còn không mau đi nấu thảo dược để tiểu thư gội đầu. Nói xong dỗ dành Âu Dương Khả, tiểu thư đừng lo lắng quá, gội vài lần, lại dùng dầu sơn trà chải đầu thì sẽ không ngứa nữa. Đúng lúc này tiểu nha đầu đang hầu hạ một bên trừng mắt, chỉ vào Nhuế Mama, Mama, trên đầu ngài cũng có. Nhuế Mama vừa nghe, không dám tin bay tới gương đồng soi. Trên da đầu thế nhưng thật sự có rất nhiều mảng trắng nhỏ, bà ta hoảng sợ, nhất thời nghẹn lời. Âu Dương Khả đứng mạnh lên. Sắc mặt trắng xanh, Mama, hóa ra là ngươi. Ngươi sao lại mang thứ bẩn thỉu này vào viện ta, còn không mau cút ra ngoài. Nhuế Mama căn bản không biết tại sao lại vậy. Bà ta hầu hạ trong phòng tiểu thư, ngày thường tự nhiên chú trọng vệ sinh. Thật sự là nghĩ không ra đến tột cùng là lây từ đâu. Bà ta làm sao có thể nghĩ đến, Hạ Tuyết động tay động chân lên cái gối đầu. Âu Dương Khả tuy rằng xem Nhuế Mama là vú nuôi mà không đánh mắng nhưng cũng đuổi đến viện khác. Còn nói nếu trên đầu không hết chế giận thì kiên quyết không được lại gần. Kể từ đó, Nhuế Mama ít nhất cũng có 10 ngày nửa tháng không được nhìn thấy Âu Dương Khả. Bà ta luôn mãi cầu tình nhưng Âu Dương Khả đều kiên quyết không nghe. Không làm được gì nên đành thu dọn đồ đạc đến chỗ khác, chờ khi trừ hết chế trên đầu mới được vào trong phòng hầu hạ. Trước khi đi còn hung hăng mắng bọn hạ nhân, yêu cầu bọn họ trong viện phát sinh chuyện gì phải báo cho bà ta. Xong rồi mới rời đi. Hạ Tuyết nhìn bóng dáng của Nhuế Mama, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh. Đêm tại Tào Phủ, Tào Vinh từ khi lưỡi bị cắt, nói chuyện trở nên mơ hồ không rõ. Lại bị Tiếu Thiên Diệp thiếu chút nữa đá hỏng chỗ kia, hơn nữa còn bị Hoàng đế cấm chừng. Trong lòng vừa e ngại vừa sợ liền yên ổn trốn trong nhà một thời gian. Sau này mọi chuyện đều đã sóng êm gió lặng, Hoàng đế cũng không có ý truy cứu lại. Tâm tư cũng vì vậy mà lung lay, từ khi chỗ kia của hắn không nghe lời. Hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm biện pháp trị liệu khắp nơi. Không biết mời bao nhiêu danh y, uống bao nhiêu thuốc, ngay cả ngự y trong cung cũng đều mời tới nhưng vẫn không thấy tốt lên. Hắn vẫn không từ bỏ ý định, một lần lại một lần kiên trì thử. Nhưng hắn lại không thể trước mặt những người thiếp của hắn mà mất hết tôn nghiêm nên chỉ có thể bức bách Lâm Nguyên Nhu đến làm.
hắn cảm giác được bàn tay mềm mại của Lâm Nguyên Nhu đang không ngừng xoa nắn dục vọng yếu đuối của mình. Nhưng bàn tay mềm mại lại lạnh như băng khiến hắn đau đớn, hắn kiệt lực chịu đựng. Hắn cố gắng cổ vũ bản thân nhớ tới Hùng Phong ngày xưa, hắn nỗ lực, nỗ lực. Quả thực kích tình đã chậm rãi đến, hắn không hề run run, cũng không cảm thấy rét lạnh. Nhưng mà ngay lúc hắn nỗ lực như vậy, đột nhiên lại tiết ra. Ngay cả chính hắn cũng ngửi được mùi đồi bại kia. Hắn biết hắn vẫn làm không được, hắn xong rồi. Lâm Nguyên Nhu ngồi dậy, đẩy mạnh nơi nào đó vẫn còn run rẩy không thôi của Tào Vinh. Nàng đã không thể nào chịu đựng được loại tra tấn ngày qua ngày như vậy nữa. Sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, ngươi tránh ra, đừng chạm vào ta. Ngươi là đồ phế vật, mau cút đi, cút ra ngoài, về sau không được làm dơ giường của ta. Lâm Nguyên Nhu phẫn nộ khiến cho Tào Vinh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn như một con chó chạy ra khỏi cửa, đá mạnh một cước vào gã sai vặt đứng ở góc tường. Ra, ngài đừng nóng giận a. Nô tài đã giúp ngài hỏi thăm qua, có biện pháp có thể làm cho ngài đứng lên. Tào Vinh trừng mắt to nhìn chằm chằm gã sai vặt tên gọi Đồng Mộc, đối phương vẻ mặt chân thành, ra, nô tài có bằng hữu là một vị phương sĩ. Hắn luyện đan rất có công hiệu, ngài có muốn thử? Tào Vinh hung tợn trừng mắt nhìn đối phương, ánh mắt kia như là đang nói nếu không hiệu quả thì sẽ giết ngươi. Đồng Mộc sợ hãi, ngài yên tâm, nô tài tuyệt đối không dám nói dối. Linh hay không linh, ngài thử xem sẽ biết. Tào Vinh gật gật đầu, sau một lúc lâu lại hàm hồ nói âu. Dương, lời hắn nói, người khác đều không nghe rõ, duy chỉ có tên sai vặt này lại rất rõ ràng. Hắn lập tức nói, chủ tử yên tâm, động tĩnh bên Âu Dương gia nô tài vẫn chú ý. Nếu Âu Dương tiểu thư kia ra khỏi phủ, nhất định sẽ đến bẩm báo với ngài. Trong mắt Tào Vinh tràn đầy cừu hận. Tâm tình phập phồng lên xuống, phải thật lâu sau mới có thể bình tĩnh lại. Cho nên hắn hoàn toàn xem nhẹ mũi nhọn lạnh lùng trong mắt Đồng Mộc, bỏ qua nguy hiểm ngay tại bên người. Noãn Các, Âu Dương Noãn mặc thượng sam màu xanh nhạt thêu trăm điệp vần hoa. Áo trong màu vàng nhạt cùng váy dài thêu lan bạch ngọc. Trên đầu chỉ có một cây châm hoa có vài dây kết tinh tế. Thoạt nhìn tươi mát tao nhã, thập phần bình thản. Nàng đang dựa vào nhuyễn tháp đọc sách, chợt thấy Hồng Ngọc tiến vào bẩm báo, đại tiểu thư Hạ Tuyết truyền tin tức đến. Nói đi, Âu Dương Noãn lật một trang sách, cũng không ngẩng đầu lên. Nhị tiểu thư thừa dịp Nhuế Mama không ở đây nên đã lệnh cho Hạ Tuyết nghĩ cách mang thư ra khỏi phủ. Âu Dương Noãn nâng mắt, chậm rãi ngồi thẳng dậy, nói, đưa cho Tô Ngọc Lâu. Tiểu thư đoán thực chuẩn, nhị tiểu thư viết liên tiếp 3 phong thư, đều là muốn mời Tô Công Tử gặp mặt. Nhưng hắn lại không chịu nhận, hoàn toàn không để ý đến. Âu Dương Noãn cười lạnh một tiếng. Nói, muội muội vẫn không hết hy vọng a. Phải, hôm nay nhị tiểu thư lại viết 4 phong thư muốn Hạ Tuyết truyền ra ngoài. Chính là theo nô tỳ thấy, cũng không mấy nắm chắc. Tô công tử từ sau án làm dối kỳ cương liền thập phần uể oải. Nghe nói Tô phu nhân cũng tính hồi Giang Nam, lúc này hắn còn tâm tình đâu mà quan tâm đến nữ nhi tình trường. Âu Dương Noãn nghe đến đó thì khẽ cười nói, hắn không có tâm tình, chẳng phải là đã lãng phí một tấm chân tình của muội muội sao? Chúng ta phải nghĩ biện pháp thành toàn cho bọn họ một đôi hữu tình mới phải. Người đi nói với Hạ Tuyết, để nàng truyền cho Tô Ngọc Lâu một lời, nói nhị tiểu thư nói nàng có tâm noi theo nữ anh. Chính là không biết Tô công tử có cho cơ hội hay không. Hồng Ngọc sửng sốt, nói tiểu thư, nói như vậy chẳng phải là. Âu Dương Noãn nhìn dương quang sáng rỡ ngoài cửa sổ, nói, miệng sinh ra trên thân thể nàng. Nàng muốn nói gì hay đồng ý cái gì cùng ta không có quan hệ. Người đã hiểu chưa? Hồng Ngọc rất nhanh liền hiểu được, gật gật đầu nói tiếp, Hạ Tuyết còn nói lúc này nhị tiểu thư hẹn, là muốn thừa dịp cùng lão thái thái đi Thủy Nguyệt Am lễ Phật tìm cơ hội gặp Tô công tử. Âu Dương Noãn cười nói, đi cùng lão thái thái mà cũng dám hổ lộng. Nhà đầu kia quả nhiên là sắc đảm bao thiên a. Hồng Ngọc cười nói, nhị tiểu thư là bị Thôi tiểu thư dẫn dắt a. Âu Dương Noãn hơi hơi mỉm cười, Âu Dương khả đúng là đã hận ta tận xương. Cảm thấy ta nhất định khắp nơi nhằm vào nàng. Cố tình mấy ngày nay ta vẫn không có hành động, mới có chỗ lơi lỏng khiến chúng ta nắm được. Nàng cười lạnh nói, chúng ta mượn cuồng dại của nó diễn một trò hay. Hồng Ngọc nhẹ nhàng nói, tiểu thư đã có tính toán. Không sai, Âu Dương Noãn ngoắc ngoắc tay ý bảo Hồng Ngọc đến gần, thì thầm vài câu. Hồng Ngọc nghe xong mỉm cười, quả nhiên là diệu kế. Chúng ta sẽ chờ cho những người đó tự nhận lấy hậu quả đi. Chương 213, Diêm Vương đến đòi mạng 1. Trước ngày dâng hương một ngày, Âu Dương Noãn bị thương ở chân. Phương Mama phái người nói với lão thái thái,
Lý Thị nghe nói Âu Dương Noãn bị thương thì vội vàng mời đại phu xem qua rồi kê đơn tiêu sưng, làm tan máu tụ. Đại phu đi rồi, Lý Thị ngồi bên giường nhìn mắt cá chân sưng lên của Âu Dương Noãn. Vẻ mặt đều là trìu mến, cả giận nói, đang tốt sao lại sưng lên thế này. Quay đầu tức giận trách mắng Phương Mama cùng Hồng Ngọc, các người hầu hạ như thế nào hả? Tất cả nha đầu Mama nghe vậy thì quỳ xuống dập đầu nói, xin lão thái thái trách phạt. Âu Dương Noãn vội vàng nói, không liên quan đến bọn họ. Là lúc đi qua hoa viên không cẩn thận, lão thái thái nhíu mày, người bình thường đều thực cẩn thận, như thế nào đang yên lành lại bị thương như thế này. Hai, trăm ngàn lần đừng lưu lại tật xấu gì, giống như muội muội ngươi thì liền hỏng rồi. Tổ mẫu, sẽ không sao đâu, không phải đại phu đã nói chỉ là vết thương nhỏ thôi sao. Âu Dương Noãn cười trấn an nói, Lý Di Nương cũng cười nói, đúng vậy, quận chúa phúc khí lớn. Chỉ là chút thương nhỏ nhất định không có gì đáng ngại. Lão thái thái cứ yên tâm, Lý Di Nương nói cũng thực thuận, Âu Dương Noãn ngẩng đầu nhìn đối phương một cái. Bất luận các nàng nói cái gì, sắc mặt Lý Thị vẫn không tốt lên. Tổ mẫu, ngài đừng trách tỷ tỷ, là ta đột nhiên kêu nên mới hại tỷ tỷ ngã xuống bậc thang. Âu Dương Tước mặc một thân ti chất lam bào, đai lưng dắt tiểu đao. Tóc đen được búi gọn, gương mặt trắng như ngà voi hơi đỏ ửng. Một đôi mắt sáng ngời như sao. Hắn kế thừa tướng mạo xuất chúng của phụ mẫu, khi không cười thoạt nhìn trên mặt cũng như đang mỉm cười. Lão thái thái luyến tiếc không muốn trách cứ tôn tử, nhưng lại không thể không nói một câu nên liền sẵn giọng nói, ngươi nha, lớn như vậy rồi còn cùng tỷ tỷ ngươi hồ nháo. Cũng may lần này không nặng lắm, nếu như thật sự có chuyện, xem người làm sao đền nữ nhi cho đại công chúa. Lúc nói những lời này, giọng điệu của Lý Thị thực chua. Âu Dương Noãn trở thành quận chúa. Nghiêm khắc mà nói thì đã có phong hào thì chính mình nhìn thấy nàng cũng phải hành lễ. Cũng may Âu Dương Noãn chưa bao giờ so đo, bình thường làm gì thì giờ vẫn vậy khiến cỗ nước chua trong lòng Lý Thị không nhảy lên tận trời. Nhưng toàn khí không thoát ra được, cuối cùng vẫn là cứ dăm ba ngày lại phiên rảo một chút. Âu Dương Noãn cười nói, tổ mẫu nói đùa rồi, tước nhi tuổi còn nhỏ, bướng bỉnh một chút cũng là bình thường. Ta sao lại không hiểu điều đó chứ? Lý Thị cười nói, người đó, cứ chiều hắn đi. Không biết tương lai còn chiều hắn thành bộ dạng gì nữa. Sau đó lại trách cứ tôn tử, từ nay về sau không được lỗ mãng như vậy nữa. Âu Dương Tước cúi đầu nói, tổ mẫu dạy phải, tất cả đều là lỗi của tôn nhi, về sau sẽ không lặp lại nữa. Lý Thị gật đầu nói, Noãn nhi hôm nay bị kinh hách. Sáng mai không cần đi theo dâng hương, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Dạ, đa tạ tổ mẫu. Âu Dương Noãn mềm mại đáp lời, nhìn Lý Thị bị mọi người vây quanh đi ra ngoài. Âu Dương Tước nhịn không được nở nụ cười. Âu Dương Noãn trừng mắt nhìn hắn, hắn nửa điểm sợ hãi cũng không có, bước nhanh tới ghé vào giường. Khóe miệng nhếch cao lên, tỷ tỷ, như vậy liền không cần đi dâng hương nữa. Âu Dương Noãn mỉm cười, nói, đúng vậy, chỉ là phiền Hà đệ đang êm đẹp lại bị mắng một phen. Âu Dương Tước cười đến híp cả mắt, ta không sao. Nhưng là tỷ, cứ giả bộ chút là được rồi, sao phải làm mình bị thương thật chứ? Bị thương chỗ này phải dưỡng thương ít nhất cũng 8 ngày a. Lại rất khó chịu, Phương Mama một bên cười nói, đại thiếu gia, ngày dâng hương không thể tùy tiện đổi. Nếu đại tiểu thư nói không đi, chính là bất kính với thần linh. Ngài không thấy lão thái thái còn cố ý mời đại phu mà mình tín nhiệm tới sao? Ngài nghĩ lão thái thái dễ qua mặt được sao? Âu Dương Tước lắc đầu, cười nói, tỷ tỷ làm việc quá cẩn thận rồi. Hiện tại tỷ là quận chúa, bọn họ có thể ép buộc tỷ sao? Âu Dương Noãn khẽ cười nói, thân phận quận chúa đúng là rất cao. Nhưng dù sao cũng xuất thân từ Âu Dương Phủ, nếu truyền ra ngoài ta vừa được lên cao đã không vừa mắt với tổ mẫu. Như vậy đối với chúng ta không hề có lợi. Âu Dương Tước gật gật đầu, thân thiết hỏi, tỷ còn đau nữa không? Đừng lo, chỉ hơi đau một chút thôi. Vừa mới đắp thuốc nên đã đỡ hơn nhiều. Thực tế vết thương vẫn có chút ẩn ẩn đau nhức. Âu Dương Noãn là không muốn Âu Dương Tước lo lắng nên mới nói như vậy. Như nhớ ra điều gì, nàng liền vội vàng nói, ngày mai còn phải đi học, trở về nghỉ ngơi sớm đi. Âu Dương Tước thuận theo gật gật đầu, đứng lên đi được vài bước rồi đột nhiên đứng lại quay đầu nói với Âu Dương Noãn tỷ, còn có một việc rất kỳ quái. Gần đây ở cửa chúng ta có mấy người cứ thập thò, mỗi lần nhìn thấy ai liền trốn. Có một lần thiếu chút nữa ta đã bắt được một người, đáng tiếc lại để hắn chuồn mất. Theo ta thấy thì hình như có ai đó phái người theo dõi chúng ta. Nếu tỷ xuất môn thì phải cẩn thận một chút. Âu Dương Noãn nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên tia sắc bén lạnh lùng nhưng trên mặt lại chỉ cười nói, ta nay bị thương ở chân,
thời gian tới cũng không muốn xuất môn. Đệ yên tâm đi, Âu Dương Tước thế này mới yên tâm mà rời đi, Hồng Ngọc nhìn bóng dáng hắn rồi lo lắng hỏi Âu Dương Noãn, đại tiểu thư, đại thiếu gia nói có lý. Người xem có phải nên phái người đi điều tra một chút? Âu Dương Noãn cười lạnh một tiếng, không cần cha ta cũng biết là ai. Người ngẫm lại xem, Tào Vinh ăn nhiều đau khổ như vậy, lại ngại thân phận hiện nay của ta mà không thể phát tác. Áp lực luôn khiến hắn muốn tìm người xả giận. Hồng Ngọc, từ hôm nay trở đi, phái thêm người bảo vệ Tước Nhi. Đại thiếu gia nơi đó không phải người đã bỏ ra khoản tiền lớn thuê hộ vệ rồi sao? Hơn nữa hắn nay hành sự cũng rất cẩn thận, tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Nhưng chỗ chúng ta vẫn nên sớm có chuẩn bị. Hồng Ngọc vẫn lo lắng không yên. Nếu Tào Vinh đã không chịu buông tay, nàng cũng không ngại đáp lại hắn một phần đại lễ. Chính là nuốt có trôi hay không, thì phải xem bản lĩnh của hắn đến đâu. Âu Dương Noãn nhẹ nhàng cong môi, giống như hoa độc chậm rãi nở, hàm chứa hàn khí. Đêm đến, trời bỗng dưng đổ mưa, Âu Dương Noãn không ra ngoài dùng bữa tối nên cũng không cần trang điểm. Trên tóc chỉ có một cây châm hoa mai trong suốt, vài sợi vương trên trán, khẽ đung đưa theo gió. Màn trướng xanh nhạt vén lên một nửa khác thì buông xuống. Âu Dương Noãn dựa vào đầu giường đọc sách, Hồng Ngọc ngồi dưới đèn thêu thùa, trong phòng mơ hồ nghe được tiếng nước mưa nhỏ xuống ngoài hành lang. Không gian thập phần an tĩnh, Tiếu Thiên Diệp theo đường cũ trèo tường tiến vào. Một đường né qua nhóm mama tuần tra ban đêm, lặng lẽ đi vào Noãn Các. Khóe mắt hắn như có như không quét tới góc sân, liếc mặt liền thấy một nha đầu đang ngồi bên bếp lò, một mùi thuốc nồng đậm bốc lên. Tiếu Thiên Diệp sửng sốt, nhanh chóng vòng ra phía sau phòng Âu Dương Noãn, nhẹ nhàng gõ cửa sổ. Âu Dương Noãn nghe thấy tiếng gõ ngoài cửa sổ, không tự chủ được mà nhăn mày lại. Hồng Ngọc giật mình, hiển nhiên là cũng nghe thấy được. Âu Dương Noãn bảo Hồng Ngọc đến mở cửa. Tiếu Thiên Diệp lập tức nhảy vào. Đôi mắt sáng rỡ của hắn như ánh sáng khiến trong phòng thoáng chốc cũng sáng lên. Ngay giờ khắc này, Âu Dương Noãn chỉ cảm thấy trời đất yên tĩnh không tiếng động, thời gian như bị ngừng lại. Chỉ có tươi cười của hắn mới là thứ sống động duy nhất, lòng nàng nao nao, sau đó liền nở một nụ cười. Thế tử xem nơi này của ta như là cái chợ, muốn đến khi nào thì liền đến sao? Đôi mắt sáng của Âu Dương Noãn mới nhìn tưởng như giận dữ. Nhưng khi nhìn kỹ lại mới thấy hơi hơi mỉm cười. Hồng Ngọc cúi đầu, chắc là vì trời mưa nên giày Tiếu Thiên Diệp hơi ẩm ướt, trên đất hãy còn đọng nước. Thế nhưng hắn dường như lại không có cảm giác, hỏi Âu Dương Noãn, đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Noãn sửng sốt, nhanh chóng dùng khăn che chân lại, nhíu mày nói, không sao, chỉ là chật chân mà thôi. Hai mắt sáng ngời của Tiếu Thiên Diệp chợt lóe, tay chân lập tức có chút luống cuống khẩn trương. Hắn bước nhanh qua, tiến lên bắt lấy cổ chân nàng. Lo lắng hỏi, rốt cuộc là làm sao vậy? Mau buông tay, sao ngươi dám vô lễ như thế? Âu Dương Noãn không dự đoán được hắn đột nhiên làm vậy. Chi hung hăng trừng mắt với hắn, hai mắt giống như phát hỏa, tay duỗi ra hung hăng đánh tới. Tiếu Thiên Diệp bất ngờ không kịp phòng, nhẹ nhàng buông chân nàng ra rồi lui về sau. Hắn bật cười nói, hung hãn như vậy, xem ra là không có việc gì. Hồng Ngọc lập tức đi qua che chắn trước người Âu Dương Noãn, thanh âm lạnh lùng, mời thế tử ra ngoài. Tiếu Thiên Diệp sửng sốt, lập tức nhìn chằm chằm Hồng Ngọc. Biểu tình tựa tiếu phi tiếu, một nha đầu nho nhỏ cũng dám ngăn đón trước mặt ta. Hồng Ngọc cúi đầu xuống, thân mình hơi hơi phát run nhưng nửa bước cũng không chịu thoái nhượng. Nhất thời trong phòng lâm vào thế giằng co. Cuối cùng, Tiếu Thiên Diệp đột nhiên nở nụ cười, buông tay nói, ta không có ác ý, không cần khẩn trương như vậy. Nếu không cho ta xem, ta đi ra ngoài cũng được. Nói xong, làm bộ muốn xoay người. Hồng Ngọc thế này mới hơi buông lỏng, nhưng ai ngờ Tiếu Thiên Diệp bất ngờ vòng qua người Hồng Ngọc, mạnh mẽ xốc khăn lên, nhất thời lắp bắp kinh hãi, mắt cá chân sao lại sưng lên như vậy. Còn chưa chờ Âu Dương Noãn trả lời, hắn đã rất nhanh lấy ra lọ thuốc mỡ trong người, thân thiết nói, ta tùy thân mang theo chỉ có thuốc này. Mau dùng đi, ngày mai ta lại mang thuốc trị thương tốt hơn đến cho. Âu Dương Noãn sửng sốt, dường như đã quên phải tức giận. Kỳ quái nhìn bình sứ kia, sao trên người ngươi lại mang cái này? Ngươi muốn ta chết nhiều lắm, ta không thể không đề phòng lỡ như. Tiếu Thiên Diệp khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là cười nói. Lọ này của ngươi là kim sang dược, là thuốc trị thương ngoài da. Ta bị thương bên trong, không thích hợp dùng. Ngươi giữ lại đi, Âu Dương Noãn cũng không cầm lấy lọ thuốc mà chỉ nói như vậy. Tiếu Thiên Diệp cười đến là đáng yêu, không có gì đáng ngại. Trong lọ này là thuốc quý trong cung. Có công hiệu tiêu sưng, lưu thông máu. Nói chung so với dược trong phủ nàng tốt hơn nhiều.
Âu Dương Noãn thấy hắn kiên trì, cũng không cự tuyệt nữa mà ôn ngôn nói với hắn, người ở trong nội thất nói chuyện thực không tiện. Mời đi ra ngoài chờ một chút, ta sửa soạn một lát rồi ra. Tiếu Thiên Diệp cười sáng lạn, lộ ra hàm răng trắng noãn tinh tế. Lại có chút bướng bỉnh trẻ con nói, được, ta chờ ở bên ngoài. Nhìn hắn đi ra ngoài, Âu Dương Noãn mới thở ra một hơi. Nhìn Hồng Ngọc trán đầy mồ hôi lạnh thì không khỏi cười nói, làm sao vậy? Hồng Ngọc thật sâu hít một hơi, tiểu thư, ngài đừng nhìn vị thế tử cười hi hi ha ha với ngài mà coi thường. Nô tỳ cảm thấy hắn thật là đáng sợ. Âu Dương Noãn suy nghĩ một chút, bỗng dưng nhớ tới lúc mới gặp Tiếu Thiên Diệp, khi hắn tức giận muốn giết tỷ đệ nàng. Bất giác nghiêng đầu mỉm cười, không cần sợ, không sao. Hồng Ngọc thay áo ngoài hoa văn hình thoi nguyệt sắc, váy dài màu thiền tử cho Âu Dương Noãn. Lại vấn lại tóc, rồi dùng dây bạch ngọc quấn lại. Sau đó thật cẩn thận thay giày thêu, mới đỡ nàng ra ngoài. Chương 214, Diêm Vương đến đòi mạng 2. Chân Âu Dương Noãn vừa chạm xuống đất liền truyền đến một trận đau nhức. Nàng cố nén mới không lộ ra vẻ mặt thống khổ. Khập khiếng đi từng bước một ra ngoài, cố làm dáng vẻ tự nhiên ngồi xuống, nhìn về phía Tiếu Thiên Diệp đang tùy ý tựa vào tháp mỹ nhân, để ngài đợi lâu rồi. Tiếu Thiên Diệp nhìn Âu Dương Noãn, mỉm cười nói, nàng không cần phải trang điểm lại. Ở trước mặt ta cứ tùy ý một chút là tốt rồi. Âu Dương Noãn sửng sốt, lập tức nở nụ cười, cấp bậc lễ nghĩa không thể không có. Tiếu Thiên Diệp nhíu mày, ta nửa đêm trèo tường vào, cũng không tính là khách nhân chân chính gì. Cho nên nàng cũng đừng miễn cưỡng bản thân, cứ làm sao thoải mái là được rồi. Rõ ràng là chân rất đau, chịu đựng như vậy không khó chịu sao. Âu Dương Noãn nhẹ nhàng than thở, nếu không phải thế tử đột nhiên tới, ta cần gì phải mệt mỏi bản thân. Tiếu Thiên Diệp bật cười, nói như thế, tất cả đều là lỗi của ta. Sao nàng không nói là do mình băn khoăn quá nhiều chuyện, cái gì cũng đều không buông bỏ được. Hắn nhìn Âu Dương Noãn, trong lòng có một loại đưa tình ôn nhu lặng lẽ rất nhỏ mà chính hắn cũng không phát hiện ra, nhưng nếu nàng thật sự là người lo lắng đủ đường thì lúc trước chỉ sợ đã giết chết ta. Nghiêm túc mà nói thì ta còn phải cảm ơn nàng lúc trước đã cứu ta một mạng. Cũng không để mặc kệ ta chết. Âu Dương Noãn nghĩ đến lúc Tiếu Thiên Diệp phát bệnh thì mỉm cười, kỳ thật ngày đó ta rất muốn làm như vậy. Chẳng qua là ngại thân phận mà thôi. Nàng ngưng thần suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, bây giờ còn có chút hối hận. Tiếu Thiên Diệp chậm rãi lộ ra ý cười ôn nhu, giống như tiểu hài tử vạch trần được tâm tư người khác. Ý cười kia mang theo chút ngượng ngùng, lại có chút bỡn cợt. Ánh mắt như gợn sóng, khóe môi nhộn nhạo mở ra, bây giờ hối hận cũng đã muộn. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt nàng. Hai mắt lấp lánh. Gương mặt tuấn mỹ mang theo cảm tình, nhưng trăng sáng đêm hè, trong suốt chiếu thẳng vào lòng nàng. Ánh mắt kia khiến lòng nàng kìm không đậu mà mềm xuống, thoáng dừng một chút, nàng thánh thót nói, thế tử tối nay đột nhiên xuất hiện, là có việc gấp gì sao? Tiếu Thiên Diệp cười suy một tiếng, nói, nàng thật sự là biết cách giết phong cảnh a. Đúng thế, hôm nay vốn là có chuyện nên mới tìm nàng. Ngày mai nàng muốn đi Thủy Nguyệt Am dâng hương sao? Âu Dương Noãn nghe vậy, mày hơi hơi nhướng lên, môi cũng dẫn theo ý cười, lẳng lặng nghe hắn nói. Tiếu Thiên Diệp ngắn gọn nói, Tào phu nhân cùng trụ trì Thủy Nguyệt Am kia có giao hảo. Tào Vinh nếu muốn mai phục ở đó là chuyện rất dễ dàng. Nếu đổi lại là một người khác, nay nàng đã có tôn vị quận chúa hắn nên cúp đuôi lại mà sống. Còn phải sợ nàng đến tìm hắn hỏi tội nữa. Nhưng hắn lại là một tên ngu xuẩn, sự kiện lần trước hắn ghi hận lên nàng, tâm tâm niệm niệm muốn trả thù. Lần này xem như là một cơ hội tốt, Âu Dương Noãn cúi đầu, vẻ mặt ngược lại rất bình tĩnh, thế tử chắc chắn như vậy, là có người ở Tào gia sao? Đúng vậy, hắn truyền tin tức đến nói Tào Vinh nghe được tin ngày mai nàng muốn đi Thủy Nguyệt Am nên đã an bài động thủ. Tiếu Thiên Diệp nhíu mày, Âu Dương Noãn gật gật đầu, nói, như vậy mới tốt. Cùng phán đoán của nàng thì không kém bao nhiêu, nàng lại có chủ ý quái quỷ gì đây? Tiếu Thiên Diệp hơi hơi nhướng mày, có chút đoán không ra ý tưởng của nàng. Đa tạ ý tốt thế tử đến nhắc nhở, chỉ tiếc ngày mai ta không đi được, Âu Dương Noãn rũ mắt xuống nhìn thoáng qua, không đi, hai mắt Tiếu Thiên Diệp cũng theo ánh mắt nàng dừng trên cổ chân. Chợt sảng khoái cười, tốt, như thế rất tốt, thế tử bố trí người bên cạnh Tào Vinh là giám sát hắn sao? Bất ngờ Âu Dương Noãn hỏi một câu, ánh mắt nhìn Tiếu Thiên Diệp. Đúng là không thể giấu được nàng, đúng vậy, ta còn an bài để Tào Vinh dùng kim đan. Thời gian ngắn xem như có thể hưởng lạc trốn khuê phòng. Nhưng sớm muộn gì cũng có một ngày. Hắn sẽ mất sức mà chết. Ngữ khi Tiếu Thiên Diệp khẳng định mà hiền hòa. Hồng Ngọc đứng bên cạnh nghe mà không khỏi run sợ.
chỉ cảm thấy vị thế tử bề ngoài tuấn tú này nội tâm thật đáng sợ. Bất động thanh sắc cũng có thể khiến một người mất mạng. Âu Dương Noãn cười, thoáng chốc u ám nơi đáy mắt cũng lóe sáng, biện pháp xảo quyệt như vậy cũng chỉ có thế tử mới nghĩ ra. Tiếu Thiên Diệp cười nói, nếu là độc dược tầm thường thì quá tiện nghi cho hắn rồi. Đối phó với loại háo sắc này thì phải lấy độc trị độc mới tốt. Hồng Ngọc nhìn tiểu thư cùng vị thế tử gia này thoải mái nói chuyện tự nhiên như vậy, trong lòng lại càng lo sợ nghi hoặc. Không rõ tiểu thư vẫn luôn ôn hòa làm sao có thể giao tiếp với loại ma vương đáng sợ này. Nhưng nhìn hai người bọn họ ẩn ẩn có một không khí hài hòa cổ quái. Giống như trời sinh đã như thế. Thật lâu sau, Âu Dương Noãn phất phất sợi tóc rũ xuống thái dương, cúi đầu nói, cứ như vậy, ván cờ này liền xong rồi. Hồng Ngọc nghe mà không hiểu, đang lúc nghi hoặc thì lại nhìn thấy Tiếu Thiên Diệp cười rộ lên như hiểu rõ. Trong lòng lại thêm kỳ quái. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Khả nghe nói chân Âu Dương Noãn bị thương không thể đi cùng thì thiếu chút nữa không thể khống chế vui mừng lộ trên nét mặt. Kế hoạch của nàng đúng là càng ít người đi càng tốt. Mà Âu Dương Noãn tâm tư tinh tế đối với Âu Dương Khả mà nói thì là một sự phiền toái lớn. Cho nên nàng ta tỉ mỉ trang điểm cùng Lý Thị lên xe ngựa. Đến Thủy Nguyệt Am, Lý Thị cùng Âu Dương Khả xuống ngựa. Trụ trì tịch Tùy tươi cười đầy mặt ra nghênh đón, theo phía sau là hai tiểu đồ đệ. Lý Thị khách khí cùng trụ trì nói hai câu, tịch Tùy lại nhìn Âu Dương Khả rồi cười nói, chậc chậc, lão phu nhân thực sự là có phúc khí a. Vị tiểu thư này cùng Ngọc Nữ Bồ Tát trước mặt này rất giống nhau. Âu Dương Khả từ sau khi đi khập khiễng liền không ra khỏi cửa. Người bình thường bên ngoài không thấy nàng cũng liền dần quên nàng đi. Cho nên vị trụ trì tịch Tùy này nghĩ Âu Dương Khả trước mắt này chính là vị Âu Dương Noãn đại tiểu thư Âu Dương gia trong truyền thuyết. Lý Thị cười nói, không dám, không dám, vừa nói, người một bên liền tiền hô hậu ủng đi vào am. Đi qua Phật Di Lặc là một nơi thật lớn, ở giữa dùng đá xây thành đường. Bên đường toàn là trúc, từng khóm trúc xanh. Bên trong còn có đủ loại đào, hạnh, tùng. Dưới gốc thương đài vi nhuận, bướm trắng bay đầy, thậm chí còn nuôi hai thiên hạc. Thoạt nhìn có vài phần ý tứ thế ngoại đào nguyên. Nếu so sánh với chữ quốc am hùng vĩ thì Thủy Nguyệt Am bất quá chỉ là một tòa tiểu am. Chỉ là do chữ quốc am cách kinh đô quá xa, so ra thì không ít quý nhân quan to vẫn nguyện ý đến Thủy Nguyệt Am. Cho nên nơi này hương khói thập phần nghi ngút. Âu Dương Khả một đường dìu Lý Thị đi, mười phần là bộ dáng hiếu thuận vô cùng. Cả đường vừa đi vừa nói, nhất thời đã đi lên bậc thang. Tới Phật Điện Trúc Tề Minh dâng hương còn có mấy ni cô khoác áo cà sa đang gõ mõ. Lý Thị liền đoan trang quỳ xuống nệm, bái Phật. Sau đó lại mệnh Âu Dương Khả có thể làm lễ. Bái Phật xong, Lý Thị tựa hồ như bình thường đi tới thiện phòng nghe tịch Tùy giảng kinh, phân phó Âu Dương Khả đến xương phòng chờ. Còn dặn bảo riêng không được đi loạn. Rồi phân phó hai nha đầu đi theo. Trong thiện phòng, tịch Tùy cùng Lý Thị nói vài câu rồi liền đứng lên nói, lão thái thái hôm nay muốn ở lại dùng bữa. Ta phải tự mình đến phòng bếp phân phó bọn họ chuẩn bị mấy thức ăn chay. Lý Thị chính là rất thích người khác cung kính nâng bà lên cao nên nghe như vậy liền cười gật gật đầu. Tịch Tùy đi ra ngoài, hướng đến phòng bếp, trên đường lặng lẽ gọi một tiểu đồ đệ thân cận, người dẫn Âu Dương tiểu thư tới xương phòng hậu viện đi. Tiểu Ni cô gọi thần diệu dạ vâng rồi bước nhanh đi. Âu Dương Khả ở trong am lững thững đi đến một gốc cây lăng già thì giống như tùy ý sờ lên đầu. Đột nhiên kinh hô, kim quản của ta đâu? Sao lại không thấy đâu nữa? Ngọc Dung cùng Ngọc Mai được Lý Thị phái theo Âu Dương Khả liếc nhìn nhau. Ngọc Mai cười nói, nhị tiểu thư đã đánh rơi ở đâu? Ai nha, ta cũng không biết, chắc là khi xuống xe ngựa đã làm rơi. Vậy phải làm sao bây giờ? Cây châm này là tổ mẫu ban cho ta, nếu tìm không được. Âu Dương Khả lộ thần sắc lo lắng, vẻ mặt không yên nhìn hai người, Hạ Tuyết là đứa tay chân vụng về. Bằng không thỉnh nhị vị tỷ tỷ giúp ta tìm một chút. Trên mặt Ngọc Dung lộ ra thần sắc chần chờ, hiển nhiên là rất bất an, nhưng lão thái thái đã phân phó, để bọn nô tỳ theo tiểu thư. Âu Dương Khả buồn cười nói, có làm sao đâu, là ta mời các ngươi hỗ trợ, tổ mẫu biết cũng sẽ không trách tội, huống chi nơi này là Am Ni Cô. Lại không có người ngoài, sợ gì chứ? Các ngươi mau đi đi. Ngọc Dung còn muốn nói gì nữa nhưng Ngọc Mai lại lặng lẽ kéo kéo tay áo. Ngọc Dung sửng sốt, lại nghe Ngọc Mai cười nói, nếu đã như vậy, bọn nô tỳ liền men theo đường cũ tìm. Nhị tiểu thư trăm ngàn lần đừng chạy loạn, bọn nô tỳ đi rồi sẽ quay lại. Nói xong liền kéo Ngọc Dung đang ngây ngốc đi. Chương 215, Diêm Vương đến đòi mạng ba. Âu Dương Khả nhìn thấy hai người rời đi. Lúc này mới không che giấu thần sắc lo lắng, không yên lòng nhìn chung quanh.
Hạ Tuyết phía sau cúi đầu, lặng lẽ che đi cười lạnh bên môi. Âu Dương Khả đang sốt ruột, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Nhất thời vui vẻ quay đầu nhưng lại nhìn thấy Thần Diệu đầu đầy mồ hôi đang chạy đến Âu Dương tiểu thư. Âu Dương Khả trong lòng thực không kiên nhẫn nhưng trên mặt vẫn tươi cười, sao vậy tiểu sư cô, có chuyện gì sao? Đôi mắt Thần Diệu hơi vòng vo rồi cười nói, trụ trì sợ ngài không biết đường nên bảo ta dẫn tiểu thư đến xương phòng phía sau nghỉ tạm. Xương phòng hậu viện, Âu Dương Khả sửng sốt, lập tức hỏi, bình thường khách nhân đều đến đó nghỉ sao? Thần Diệu cười nói, khách nhân bình thường của Thủy Nguyệt Am thì không được. Bên trong đều là nữ khách, tiểu thư yên tâm. Âu Dương Khả cũng nghĩ như vậy, nàng nghĩ Tô Ngọc Lâu tự nhiên sẽ có biện pháp tiến vào. Chỉ là hắn dù sao cũng là nam nhân, sẽ không tốt nếu nghênh ngang xuất hiện trong Thủy Nguyệt Am. Nếu đã đến đây, người nhất định sẽ ở xương phòng. Nghĩ như vậy nên Âu Dương Khả liền tươi cười nói, vậy thỉnh sư phụ dẫn đường. Thần Diệu dẫn Âu Dương Khả vào hậu viện. Thấy bên trong viện là một loạt xương phòng, cũng thập phần yên tĩnh, giống như không có ai ở. Thần Diệu cùng Âu Dương Khả vào sân rồi chỉ vào một gian trong đó, mời tiểu thư vào. Bên trong sẽ có người hầu hạ trà nước, sư phụ còn có việc tìm tiểu ni xin đi trước. Âu Dương Khả trong lòng hơi rối bời, thế nhưng lại không chú ý tới vẻ mặt kỳ dị của Thần Diệu. Thủy Nguyệt Am này ngoài mặt thì ra vẻ đạo mạo nhưng trên thực tế lại chất chứa dơ bẩn. Đặc biệt là trụ trì tham tài hảo lợi. Nên bọn ni cô phía dưới cũng liền học theo. Tào Vinh có thể thu mua Tịch Tùy, Âu Dương Noãn tất nhiên cũng có thể khiến cho Diệu Thần trung thành theo nàng. Bất quá chỉ là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ sẵn phía sau mà thôi. Ngươi ở bên ngoài chờ đi. Âu Dương Khả nhìn thấy bóng người chợt lóe trong phòng, nhất thời không kìm được sung sướng. Nhanh chóng phân phó Hạ Tuyết. Dạ, Hạ Tuyết cúi đầu đáp, liền thành thật thủ ở trong sân. Lúc này trong mắt Âu Dương Khả chỉ có Tô Ngọc Lâu. Nàng ta bước nhanh vào phòng, vừa đi vào đã bị một người ôm mạnh lấy. Trong lòng Âu Dương Khả vui mừng như điên, nhưng vừa ngẩng đầu liền trợn tròn mắt. Người này sao có thể là Tô Ngọc Lâu tuấn mỹ tuyệt luân, rõ ràng là Tào Vinh trưởng phu của biểu tỷ mà. Tào Vinh cũng ngây ngẩn cả người, hắn nghĩ người vào là Âu Dương Noãn, không nghĩ rằng lại là người khác. Ngày Lâm Nguyên Nhu xuất giá, Âu Dương Khả từng nhìn thấy vị tỷ phu này qua tấm sa liêm. Lúc ấy còn vì biểu tỷ được gả cho một người như vậy mà tiếc hận. Ai ngờ giờ phút này bị hắn ôm lấy, nhất thời không chút nghĩ ngợi mà hét ầm lên. Tào Vinh nhanh chóng bịt miệng rồi hung hăng cho Âu Dương Khả một bạt tai. Hắn vốn nghĩ rằng bị lão ni cô Tịch Tùy kia lừa. Nhưng sau lại đột nhiên nhớ tới Âu Dương Noãn từng nói với hắn nàng có một muội muội mỹ mạo tuyệt luân. Nói như vậy, Âu Dương tiểu thư hôm nay đến đây chính là người này. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Âu Dương Khả, thầm nghĩ diện mạo này mà cũng được nói là mỹ mạo tuyệt luân sao? Nhìn cũng chỉ như bát cháo loãng buổi sáng mà thôi, nhưng mà trước mặt hắn đột nhiên thoáng hiện gương mặt thanh lệ thoát tục của Âu Dương Noãn. Một cỗ cừu hận cùng phẫn nộ như lửa dâng lên trong lòng hắn. Tào Vinh thở hổn hển, trên mặt cơ hồ như vặn vẹo, một thanh âm vang lên trong lòng hắn, Âu Dương gia không có nổi một thứ tốt đẹp, ai tới cũng đều giống nhau. Lý Thị ở thiện phòng nghe giảng kinh đến giờ ngọ, khi chuẩn bị đi dùng bữa thì phái Trương Mama ra ngoài tìm Âu Dương Khả. Lúc này, Âu Dương Khả mới thất hồn lạc phách bước ra xương phòng. Thấy Hạ Tuyết còn canh giữ ở cửa thì sắc mặt nhất thời trắng xanh, không hỏi rõ phải trái đã đi lên đánh cho Hạ Tuyết lảo đảo, đồ vô dụng. Hạ Tuyết lập tức cúi đầu, thanh âm sợ hãi, tiểu thư, ngài làm sao vậy? Ngươi vừa rồi không nghe được cái gì sao? Hạ Tuyết kinh ngạc nói, tiểu thư không phải vào bên trong nghỉ tạm sao? Nô tỳ cái gì cũng không nghe thấy. Âu Dương Khả đột nhiên thất thanh khóc giống lên. Bỗng bên ngoài sân truyền đến một trận xôn xao, Ngọc Mai đột nhiên đi vào, đầu đầy mồ hôi nhìn Âu Dương Khả nói, ni cô trong am này đúng là quá không hiểu chuyện, sao dẫn nhị tiểu thư đến đây cũng không báo một tiếng. Lão Thái Thái đang gấp vô cùng tìm khắp nơi, cũng may nô tỳ vừa rồi nhìn thấy tiểu ni cô kia mới biểu tiểu thư ở trong này. Nhị tiểu thư thật sự hù chết nô tỳ mà, mau mau theo nô tỳ trở về. Âu Dương Khả thấy người đến là Ngọc Mai thì nhất thời sợ tới mức tay chân luống cuống. Cả người cơ hồ như bị Ngọc Mai kéo đi. Vào thiện phòng, Lý Thị nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Âu Dương Khả, chạy đi đâu? Âu Dương Khả ấp úng nói không ra lời, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Ngọc Mai cười nói, lão thái thái không cần sốt ruột. Nhị tiểu thư là đến xương phòng nghỉ tạm. Lý Thị gật gật đầu, hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục truy vấn. Hôm đó trở lại Lê Hương Viện, Âu Dương Khả thất hồn lạc phách. Mặt trắng bệch, cả người như đánh mất linh hồn. Trong lòng Hạ Tuyết biết rất rõ nhưng lại ra vẻ như không biết gì.
vừa khéo Nhuế Mama lo lắng, lại chạy tới vấn an Âu Dương Khả, lôi kéo bọn nha đầu lại hỏi chuyện. Vừa nghe nói Âu Dương Khả bị bệnh liền lập tức bất chấp kiêng kỵ chạy vào phòng, sờ trán cũng không thấy nóng. Nắm tay, lại thấy lạnh như băng. Nhuế Mama cả kinh, nhị tiểu thư, ngài làm sao vậy? Âu Dương Khả không nói một lời, chỉ mở to hai mắt. Vừa nhìn thấy Nhuế Mama thì bỗng nhiên khóc òa lên, thống thiết nói một câu, xong rồi, tất cả đều xong rồi. Nói xong lời này lại gào khóc, Nhuế Mama nghi hoặc, nhưng mặc kệ có gặng hỏi thế nào Âu Dương Khả sống chết cũng không chịu nói lý do. Đang lúc rằng co lại nghe thấy nha đầu bẩm báo Âu Dương Noãn đến. Nhuế Mama cắn răng, nhất thời lau khô nước mắt của Âu Dương Khả, vội vàng nói, chết rồi, Diêm Vương đến đây. Tiểu thư, mặc kệ ngài có ủy khuất gì cũng phải nhìn hết. Không được để lộ trước mặt đại tiểu thư a. Âu Dương Noãn đi rất chậm, bởi vì chân nàng vẫn còn bị thương. Tuy rằng nhờ thuốc Tiếu Thiên Diệp đưa tới mà vết thương đã đỡ phân nửa. Chính là ở trước mặt người khác, nàng vẫn bước đi thực vất vả. Vừa vào cửa Phương Mama liền cười nói, nhị tiểu thư, đại tiểu thư nghe nói thân mình ngài không được thoải mái nên muốn đích thân tới thăm ngài đây. Âu Dương Khả vội vàng lau nước mắt, đứng lên nói, tỷ tỷ. Âu Dương Noãn ngồi xuống ghế, nhìn thoáng qua Âu Dương Khả, nhìn thấy mắt nàng ta dại ra vô hồn, lại còn đỏ hồng, mặt thì lại trắng bệch. Nửa điểm kiêu căng điêu ngoa lúc xưa cũng không thấy. Âu Dương Noãn ngầm cười lạnh, nhưng trên mặt lại thân thiết hỏi, muội muội làm sao vậy? Đang khỏe mạnh đi dâng hương, sao nói không khỏe liền không khỏe thế này? Âu Dương Khả nào dám nói cái gì? Rõ ràng trong lòng hận Âu Dương Noãn thấu xương nhưng lại sợ bị nhìn ra manh mối nên chỉ có thể gượng cười nói, chỉ là nhiễm chút gió độc. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Âu Dương Noãn hé miệng cười, nói, vậy thì tốt rồi. Muội muội trở về hơi muộn nên không gặp được Tô lão gia cùng Tô phu nhân. Bọn họ ở đây vừa mới rời đi. Người Tô gia sao? Âu Dương Khả kinh ngạc, không kìm được mà hỏi, sao có thể? Tổ mẫu không có trong phủ, mẫu thân cũng. Nói được một nửa liền không dám nói tiếp. Lâm thị đã bị giam lỏng, Tô phu nhân đến tìm ai? Lại làm sao có thể ngồi đến bây giờ mới đi? Âu Dương Noãn cũng không hề nóng vội, nàng nâng chén trà lên nhấp một ngụm sau đó mới chậm rãi nói. Bọn họ biết phụ thân cùng Kinh Triệu Doãn Chu đại nhân giao hảo, là cố ý tìm riêng phụ thân cầu tình. Bọn họ muốn nhờ phụ thân cứu Tô công tử. Tô công tử, Âu Dương Khả lập tức trợn mắt cứng lưỡi, bất chấp oán hận mãnh liệt với Âu Dương Noãn mà run giọng hỏi, Tô công tử làm sao vậy? Nhuế Mama vừa thấy Âu Dương Khả thế nhưng lại dễ dàng bị người ta nắm lấy thì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Âu Dương Khả. Đáng tiếc nàng ta lại hoàn toàn không để ý tới, chỉ mở to hai mắt nhìn Âu Dương Noãn. Âu Dương Noãn chính là đang chờ câu hỏi này. Nàng ra vẻ tiếc hận thở dài nói, muội muội không biết, Tô công tử thật sự là đáng thương a. Rốt cuộc là làm sao? Âu Dương Khả thập phần khẩn trương, gấp đến độ mặt đều đã đỏ lên. Nhưng thấy vẻ mặt Âu Dương Noãn tự tiếu phi tiếu thì nhất thời mới phát hiện bản thân luống cuống. Đành cầm chén trà đã nguội lạnh lên uống một hơi, lúc này mới có thể định tâm lại. Hai, trong thanh âm Âu Dương Noãn thập phần tiếc hận. Ta cho đến bây giờ cũng chưa từng nghe qua loại chuyện đáng sợ như vậy. Quan sai phát hiện dưới giường trong phòng Tô công tử ở khách điếm có một nữ thi. Nghe nói nàng kia là ca cơ trong thanh lâu. Ca cơ là người mà Âu Dương Noãn đã sớm an bài, là nữ tử trẻ tuổi một thanh lâu mang bệnh cấp tính. Chỉ cần làm khám nghiệm tử thi thì tự nhiên sẽ biết ca cơ chết cùng Tô Ngọc Lâu không có quan hệ. Chỉ tiếc là ngay cả khi không có liên quan thì Tô Ngọc Lâu cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Kinh Triệu Doãn nhất định phải sao Tô ra một nét bút, cũng dễ dàng khiến hắn không thể trở ra. Hồng Ngọc cúi đầu không nói gì, kỳ thật trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, bọn họ hao hết tâm tư mới tìm được nữ thi. Vốn có một bình rượu chứa độc nhưng Âu Dương Noãn lại không dùng. Cố tình để nữ tử kia nhiễm bệnh mà chết, cứ như vậy chẳng phải Tô Ngọc Lâu cuối cùng cũng được thả ra sao. Chính là Âu Dương Noãn không nói, Hồng Ngọc cũng đoán không ra trong lòng nàng đến tột cùng là đang nghĩ gì. Ngươi nói bậy. Âu Dương Khả như bị sét đánh, lông mi dựng thẳng lên, con ngươi như bắn ra hàn quang khiến người ta phải sợ hãi. Nhuế Mama nhanh chóng đi lên bắt lấy tay Âu Dương Khả, bắt buộc nàng ta phải tỉnh táo lại. Nhưng Âu Dương Khả lại giận dữ, hất mạnh tay Nhuế Mama. Bà ta thất tha thất thểu bị đánh lui vài bước, dương mắt liền bắt gặp Âu Dương Noãn đang cười lạnh nhìn mình. Trong lòng Nhuế Mama giật mình, nhanh chóng quỳ xuống. Ánh mắt Âu Dương Khả như bốc hỏa, chiếu thẳng vào Âu Dương Noãn. Đúng lúc này, Sương Bồ nhanh nhẹn đứng chắn trước mặt chủ tử, nói, nhị tiểu thư. Ngài muốn làm gì? Sắc mặt Âu Dương Khả xanh mét hô lên, Âu Dương Noãn, ngươi nói dối.
Âu Dương Noãn mỉm cười, ta cần gì phải nói dối. Tô gia cùng nhà chúng ta không có quan hệ, lúc dùng bữa tối phụ thân còn chê cười một hồi, nói ra cho chúng ta giải khuây. Không nghĩ rằng muội muội lại tức giận lớn như vậy. Nay Kinh Triệu Doãn đại nhân bởi vì chuyện này phát sinh ngay dưới mí mắt mình nên không muốn để lộ ra. Liền đem Tô công tử lén lút bắt lấy điều tra. Muội muội trăm ngàn lần đừng nóng giận, trách ta thẳng tính giấu không được chuyện gì. Ngươi cũng đừng đi hỏi lại. Chương 216, hôn sự lửa xém lông mày. Không có khả năng, ánh mắt Âu Dương Khả đăm đăm, sắc mặt phi thường đáng sợ. Âu Dương Noãn nhìn Âu Dương Khả, giống như đang nhìn đến nữ tử bi thương năm đó liều mạng cầu xin trượng phu. Lúc trước nàng có bao nhiêu đau, hôm nay Âu Dương Khả cũng phải nhận lấy bấy nhiêu. Mà không, nàng muốn Âu Dương Khả phải đau gấp trăm, gấp ngàn lần. Tâm phải đau như dao cứa, đứt từng khúc ruột. Trong lòng nàng cười lạnh, mi tâm ẩn ẩn hận ý nhưng tươi cười trên mặt lại ôn nhu dị thường, có phải sự thật hay không, muội muội cứ đi hỏi phụ thân liền sẽ biết. Âu Dương Khả còn chưa chờ nàng nói xong đã liền xông ra ngoài, bước chân khập khiễng vì vậy mà cũng trở nên rõ ràng chân thực. Nhuế ma ma hoảng sợ nâng mắt nhìn, đang muốn đứng lên đuổi theo ra ngoài liền nghe thấy một âm thanh lạnh lùng quát lớn, quỳ xuống. Nhuế ma ma thẳng lưng, nhướng mày lên bỗng nhiên cười lạnh nói, đại tiểu thư, nô tỳ dù sao cũng là người của Lê Hương Viện. Còn chưa tới phiên ngài sai khiến ta, Âu Dương Noãn thản nhiên nói, ta làm sao dám sai khiến ma ma. Chẳng qua là ta có một câu muốn nói mà thôi, đồng nhi thực sự rất nhu thuận, nữ hài tử đáng yêu như vậy nên có được một tương lai tốt đẹp. Nhuế ma ma, người nói xem có đúng không? Vừa nghe lời này, trong lòng Nhuế ma ma nhất thời chấn kinh. Đồng nhi là nữ nhi duy nhất và cũng là đứa nhỏ mà bà ta yêu nhất. Trong đầu Nhuế ma ma xoay chuyển vô số ý niệm, cuối cùng chắp tay nói, xin đại tiểu thư tha thứ. Âu Dương Noãn đứng lên rồi chậm rãi đi ra ngoài. Lúc này nàng không muốn được ai dìu đi. Váy dài như mây bay nhẹ nhàng phất qua mặt đất, nàng chậm rãi bước xuống bậc thang đi ra ngoài. Nhiều năm trước, nàng từng xem Âu Dương Khả như là muội muội ruột, tình yêu thương cũng xuất phát từ thật tâm. Phàm là những thứ nàng có, thì nhất định Khả Nhi kia cũng có ít nhất một phần. Có khi nàng chỉ có một phần thôi nhưng nếu Âu Dương Khả muốn nàng cũng không do dự mà đưa cho đối phương. Khi đó nàng thật sự nghĩ, có muội muội ôn nhu đáng yêu như vậy, lại có kế mẫu ôn nhu săn sóc là chuyện may mắn nhất trên đời. Sau đó thì sao, họ đã làm gì để đáp lại tấm chân tình của nàng? Lồng đèn dọc hành lang nhẹ lay động trong gió, giống như quỷ ảnh trong không gian yên tĩnh đạm mạc khiến trong lòng từng đợt rợn người. Âu Dương Noãn ngẩng đầu nhìn những chấm nhỏ trên bầu trời phía xa xa, khẽ cười, phải hảo hảo chiếu cố nhị tiểu thư, không được để muội ấy thiếu một cọng tóc nào. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Noãn vừa rửa mặt chuẩn bị ăn sáng liền thấy Âu Dương Tước kích động xông vào, mặt đầy hưng phấn tỉ, ta vừa nghe nói một chuyện. Âu Dương Noãn đang cầm chén tổ yến. Nhẹ nhàng khuấy khuấy nói, chuyện gì mà cao hứng vậy? Ánh mắt Âu Dương Tước như tỏa sáng, đêm qua không biết Âu Dương Khả phát điên cái gì mà chạy đến thư phòng phụ thân náo loạn một hồi. Còn muốn phụ thân đi cứu Tô Ngọc Lâu kia, phụ thân tất nhiên là không thèm để ý. Âu Dương Khả sau khi trở về liền đòi tự tử. Âu Dương Khả thắt cổ tự tử đương nhiên là vì uy hiếp Âu Dương Trì. Chính là nàng ta không nghĩ đối phương lại ý chí sắt đá, cho nên có uy hiếp cũng chỉ vô ích. Âu Dương Noãn hơi hơi nhướng mày. Thản nhiên mỉm cười nói, được cứu rồi. Âu Dương Tước sửng sốt, lập tức nói, sao tỷ biết? Âu Dương Noãn thản nhiên nói, trong viện nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ không để nó chết. Huống hồ nếu thật sự đã chết, hiện tại ta còn có thể an ổn ngồi đây dùng bữa sáng sao? Hai mắt Âu Dương Tước sáng long lanh, còn hơi có chút tiếc hận nói, nghe nói nàng ta đuổi hết mama nha đầu đi, tự mình lặng lẽ buông hết rèm cửa. Sau đó xếp hai cái ghế chồng lên nhau, rồi cởi đai lưng của mình xuống. Đứng lên ghế treo lên xà nhà. Nhưng Âu Dương Khả thật sự là quá ngu dốt, chỉ để ý đưa đầu vào vòng mà không biết cái vòng quá nhỏ, miễn cưỡng thắt chặt vào cổ. Nàng ta không nhịn được đau đớn, giãy giụa khiến cả ghế và người rơi xuống kinh động đến bọn nha đầu bên ngoài. Tỷ nói xem nàng ta đây là tội gì? Tội gì? Vì Tô Ngọc Lâu, cho dù thật sự phải chết Âu Dương Khả cũng cam tâm tình nguyện. Chuyện này đêm qua Âu Dương Noãn đã biết. Âu Dương Khả phân phó Hạ Tuyết đứng ở một nơi bí mật gần đó, chỉ chờ nàng ta thắt cổ liền nhảy ra cứu. Còn phải lớn tiếng kêu cứu dụ mọi người đến. Âu Dương Noãn buông chén tổ yến, đứng lên nói, chỗ tổ mẫu chắc cũng đã nhận được tin tức. Chúng ta cũng đến xem sao. Hai người vừa tới cửa Lê Hương Viện liền nhìn thấy không ít mama nha đầu đứng ngoài hành lang. Lúc đến gần mới thấy Ngọc Mai đang đứng nói chuyện với Nhuế mama ở cửa.
Ngọc Mai vừa nhìn thấy Âu Dương Noãn liền bước nhanh đến nói, đại tiểu thư đã tới. Âu Dương Noãn gật gật đầu. Đang nói chuyện thì thấy Lý Thị được Trương Mama dìu từ trong phòng đi ra, vẻ mặt âm trầm, nhuế Mama, từ hôm nay trở đi, nếu nó muốn thắt cổ thì mặc kệ, không cần để ý đến nó. Bà một bên phân phó nhuế Mama đang quỳ dưới đất, một bên nhìn Âu Dương Noãn, chậm rãi nói, Noãn Nhi, coi như muội muội ngươi đã chết đi. Ngươi không cần phải vào, mau về đi. Âu Dương Tước trần chờ nói, tổ mẫu, không phải vừa nói đã được cứu sao? Lý Thị dừng bước, thân mình bất động. Chỉ xoay mặt lại nói, loại này căn bản không cần cứu. Mở miệng đều là Tô công tử, còn không bằng để nó chết đi cho sạch sẽ. Còn sống tỉnh lại chỉ thêm mất mặt. Âu Dương Noãn nghe vậy liền ôn nhu nói, tổ mẫu, muội muội còn sống là tốt rồi. Muội ấy tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài đừng tức giận. Qua vài ngày nữa là tốt rồi. Lý Thị nhíu mày, cười lạnh, nó sớm đã mất trị. Âu Dương Noãn cười nói, tổ mẫu, ngài độ lượng khoan dung. Chỉ cần người vẫn còn hơi thở thì không thể không để ý cứu chữa. Được hay không được là do số mệnh, do ông trời. Còn chữa hay không là chuyện của con người a. Nhà chúng ta như vậy, lại ở trong kinh đô đông đúc này, có nửa điểm gió thổi cỏ lay mọi người đều sẽ biết. Muội muội náo loạn như vậy, nếu chúng ta mặc kệ để muội ấy chết, truyền ra ngoài thì danh tiếng của tổ mẫu cùng phụ thân sẽ không được dễ nghe. Lý Thị nghe nàng nói, không khỏi suy nghĩ một chút. Trên mặt cũng đầy ưu sắc. Thở dài nói, Khả Nhi là tôn nữ của ta, nào có đạo lý ta không yêu thương nó. Nhưng nó lại cứ tâm tâm niệm niệm cầu cha ngươi cứu Tô Ngọc Lâu kia. Đúng là bị quỷ ám rồi. Ta cũng là do nhất thời quá tức giận nên mới hồ đồ nói mặc kệ nó đi tìm cái chết. Hai, hiện tại phải làm sao bây giờ? Âu Dương Noãn trầm ngâm một lát, nhẹ giọng nói, tạm thời chờ một thời gian đi tổ mẫu. Chúng ta tạm thời bình ổn muội muội, nói Tô Ngọc Lâu phụ thân đã nghĩ biện pháp. Còn chuyện gì thì chúng ta sẽ nói sau, để cho vị công tử cao quý như Tô Ngọc Lâu ở trong ngục nếm thử tư vị làm tù nhân chẳng phải rất thú vị sao? Lý Thị càng nghĩ, càng cho là đúng liền gật đầu. Âu Dương Tước nghe vậy liền hướng Âu Dương Noãn cười tươi lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Hiển nhiên là rất cao hứng, Âu Dương Noãn ngầm bóp chặt tay hắn, nhắc nhở hắn không được đắc ý vênh váo. Âu Dương Tước đau méo mặt nhưng cũng không dám lên tiếng, chỉ ngẩng đầu lên nhìn trời, đảo mắt mà đã 2 tháng trôi qua. Cũng đã đến lễ trưởng thành của Âu Dương Noãn. Trời còn chưa sáng, Âu Dương Noãn đã thức dậy tắm rửa thay quần áo. Tắm rửa xong, Phương Mama cầm khăn thêu hoa lau khô tóc cho Âu Dương Noãn. Nhìn mái tóc dài đen nhánh như thác nước buông xuống, thập phần tú lệ đẹp mắt, không kìm được mà cảm thán, lão nô còn nhớ lúc đại tiểu thư mới sinh ra chỉ nhỏ như con mèo con. Vậy mà chớp mắt đã lớn thành một cô nương rồi, phu nhân trên trời nhìn thấy không biết sẽ vui đến nhường nào. Âu Dương Noãn nhìn trong mắt Phương Mama ẩn ẩn lệ quang, trong lòng cũng đong đầy cảm xúc. Không tự chủ được mà vươn tay, nắm thật chặt lấy tay Phương Mama. Lúc này, Hồng Ngọc cầm khay gỗ tiến vào, bên trong là hoa phục chỉnh tề sớm đã được chuẩn bị. Sương Bồ nhẹ nhàng cầm lấy hoa phục, nhất thời than lên. Đó là váy điệp y màu tím thêu trăm hoa, đường viền màu nguyệt sắc. Hạ Diêu cùng vạt áo trước là hoàng ngọc cùng hoa lan, thu cúc. Thoạt nhìn trang trọng thanh lịch. Ánh sáng quang hoa, đây chính là y phục do tú nương giỏi nhất trong cung được đại công chúa mời đến, phải hao phí 3 tháng trời tỉ mỉ làm ra. Mọi người thay nàng mặc hoa phục, Âu Dương Noãn nhìn bản thân trong gương, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Trong trí nhớ của nàng, lễ trưởng thành như vậy đã từng có một lần, bởi vì dung mạo có tỉ vết, tự biết xấu hổ cho nên lễ trưởng thành năm đó làm thập phần đơn giản, hoàn toàn không có tác phong của một vị thiên kim lại bộ thị lang. Hôm nay, mọi thứ đều đã khác. Lễ trưởng thành của nàng do đại công chúa tự mình chủ trì, thái tử phi là khách quý. Vừa mới hôm qua thôi, nữ quyến các đại danh môn vọng tộc trong kinh đô đều đưa lễ thiếp tới. Đơn giản là vì nay nàng đã là Vĩnh An quận chúa thánh thượng thân phong, là nữ nhi của đại công chúa. Đã không ai còn dám khinh nàng, nhục nàng, tiện nàng nữa. Âu Dương Noãn bước trên thảm đỏ bày đến đại sảnh, tà áo dài quá đất quét phía sau, dịch chuyển theo từng bước đi của nàng, lôi kéo ánh mắt của mọi người. Nàng quỳ trên tấm đệm trong đại sảnh, chắp tay, cúi lạy thật sâu. Lúc này, ngồi trong đại sảnh đều là nữ quyến hiển quý trong kinh đô, các nàng nhìn Âu Dương Noãn, ánh mắt đều có tia nghi hoặc. Vốn có thể ở trong phủ công chúa tổ chức lễ trưởng thành, như vậy không phải càng thêm quý phái sao? Vì cớ gì lại phải ở trong một Âu Dương phủ nho nhỏ này? Những người ở đây chỉ có mình Âu Dương Tước là hiểu được suy nghĩ của Âu Dương Noãn. Tỷ tỷ làm như vậy, tất cả là vì hắn.
cũng là vì muốn bảo chứng với tổ mẫu. Trong ánh mắt Âu Dương Khả tràn ngập oán hận cùng ghen tị. Chính là sắc mặt có chút hơi hơi trắng bệch, hô hấp tựa hồ như thập phần tiêu tụy. Hạ Tuyết đứng một bên nhìn, hơi hơi nhíu mày. Lễ bắt đầu, trưởng công chúa ngồi ở chính vị, bà một thân y phục đỏ thẫm hoa văn phức tạp, thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá mà lại đoan trang. Chỉ có cái cằm cao cao hiện ra sự cương nghị, nhìn Âu Dương Noãn hành lễ, đại công chúa mỉm cười đứng lên đi đến chậu nước bên cạnh, cúi người rửa tay. Sau đó lại bước đến tự mình thay Âu Dương Noãn chải đầu, bỏ đi sự ngây thơ chất phác ấu nhã, để nàng tương lai trưởng thành, mong ước sau này cuộc sống thuận lợi, không bị ngăn trở. Có đại công chúa ở đây, Lý Thị cùng Âu Dương Trì đều chỉ có thể ngồi một bên, càng không ai nhắc đến Lâm Thị. Lão Thái Quân ngồi bên cạnh nhìn một màn này, trước mắt không tự chủ được mà hiện lên cảnh lễ trưởng thành của Lâm Uyển Thanh năm đó. Trong lòng tự nhiên có một loại áp lực không được cảm hoài. Lúc này Lâm Nguyên Hinh đã cầm cái lược lên, đại công chúa nhận lấy sau đó tự tay vấn tóc cho Âu Dương Noãn. Nói câu cầu phúc cổ xưa, lệnh nguyệt cát nhật, thủy gia nguyên phục. Khí nhi ấu trí, thuận nhĩ thành đức, thọ khảo duy kỳ, giới nhĩ cảnh phúc, ngày lành tháng tốt, theo ý tổ tiên, vứt bỏ những ý nghĩ trẻ dại, giúp ngươi nên người. Trải qua lần sinh nhật này, ngươi sẽ gặp nhiều may mắn hạnh phúc. Thái tử Phi đứng một bên thấy rõ trong mắt đại công chúa hơi hơi ngấn lệ. Bà biết lúc này đại công chúa nhất định là đang nhớ đến nữ nhi của mình. Trong lòng Thái tử Phi không khỏi thở dài nhưng trên mặt vẫn chấn định như thường, tiến lên đem kim quan bội tương hồng lam lục bảo thạch toàn châu tứ điệp cài lên búi tóc Âu Dương Noãn. Đèn cao trúc rực rỡ, ở chính đường là một cô nương vấn tóc theo kiểu vân kế vụ hoàn, yểu điệu thướt tha, hoa mỹ khiến người ta thất thần. Kết thúc buổi lễ, đại công chúa cầu lễ mỉm cười, không hề chớp mắt nhìn Âu Dương Noãn. Chương 217 Hôn sự lửa xém lông mày 2. Âu Dương Noãn nao nao, đại công chúa với nàng vốn không có liên hệ nhưng ở thời khắc mấu chốt lại vươn tay ra với nàng. Ân tình như vậy, vô luận thế nào cũng không thể báo đáp. Hốc mắt của nàng không tự chủ được mà hơi ươn ướt, thật lòng bái tạ. Bàn tay mềm mại của đại công chúa nâng nàng dậy, nhu hòa cười nói, hai tử ngốc. Sau khi tiễn khách, đại công chúa, Thái tử Phi cùng Lâm Nguyên Hình cố ý lưu lại. Lý Thị rất biết điều. Thấy mọi người ngồi đây đều là những người quyền cao chức trọng cho nên bản thân ở nơi nào đó rất là xấu hổ. Đơn giản phân phó Âu Dương Noãn vài câu rồi trở về Thọ An Đường. Đôi mắt sáng của Lâm Nguyên Hinh nhìn gương mặt trong trẻo của Âu Dương Noãn, cười nói, Noãn Nhi bình thường đã rất xinh đẹp, nhưng vừa rồi nhìn thấy muội đi vào, ngay cả ta cũng đều nhìn đến ngây người. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh a. Đúng vậy, con với mẫu thân rất giống nhau. Mà không, con còn xinh đẹp hơn. Lão Thái Quân cảm thán nói, đại công chúa cũng không nhịn được mà cười, lão Thái Quân nói không sai. Vị ngoại tôn nữ này của ngài quả thực thanh lệ đáng yêu, khiến người ta không nhịn được mà yêu thích. Trong nháy mắt, lão Thái Quân phải áp chế cảm hoài trong lòng, trên mặt lộ ra sự thoải mái, công chúa lại nói đùa rồi. Nàng nay đã là nữ nhi của ngài rồi, đại công chúa cười tươi như hoa, có lời này của ngài, ta lại càng yên tâm. Âu Dương Noãn mỉm cười nhìn các nàng, mỗi người ở đây. Đối với nàng đều bao hàm thiện ý cùng trân trọng, khiến tim nàng vốn lạnh như băng cũng cảm động thật sâu. Cho nên nàng hướng mọi người thi lễ rồi nghiêm túc nói, trong lòng Noãn Nhi, sẽ vĩnh viễn khắc ghi sự trân trọng của chư vị. Đại công chúa kéo tay nàng qua rồi cười nói, nếu con thực sự coi ta là mẫu thân thì không nên nói những lời này. Lúc này Thái tử Phi lại tò mò hỏi, Noãn Nhi cùng mẫu thân rất giống nhau sao? Đại công chúa nhìn đối phương, sắc mặt có chút cổ quái, cuối cùng lại cười nói, đúng vậy. Nhưng khí chất của hai người lại khác hẳn nhau. Lão Thái Quân khe khẽ thở dài, nếu luận tài hoa thi thư, có vẻ mẫu thân Noãn Nhi vẫn hơn một chút. Nhưng nếu nói về tâm tư linh động thì Thanh Nhi lại không bằng. Nếu không thì cũng không lạc đến kết cục ngày hôm nay. Lão Thái Quân, đại cô đã mất lâu như vậy, ngài cần gì phải cảm hoài như vậy? Lâm Nguyên Hình có chút lo lắng nhìn đại công chúa. Nhưng đại công chúa lại yêu nhiên thở dài, nếu lệnh thiên kim còn tại thế, Noãn Nhi cũng không phải vất vả như vậy. Sau rồi lại nói tiếp, nhưng từ nay về sau, đã có ta che chở cho nàng. Xin Lão Thái Quân yên tâm. Lão Thái Quân cảm thấy được an ủi liền cười nói, Noãn Nhi tuy rằng thông minh nhưng tâm tư lại quá sâu. Ta lớn tuổi rồi, thật sự không mãi để ý được. Nhưng mà nay đứa nhỏ này có phúc khí, về sau có đại công chúa dạy bảo ta cũng liền yên tâm. Thái tử Phi nhẹ cười, kỳ thật cũng là Lão Thái Quân lo lắng nhiều. Tương lai đại công chúa tìm cho Noãn Nhi một phu quân tốt hưởng phúc là được. Hôn sự trước mắt chính là lửa xém lông mày. Trong lòng Âu Dương Noãn có chút bất đắc dĩ.
Lâm Nguyên Hinh lại cười nói với nàng, Noãn Nhi đã trưởng thành. Chuyện này còn muốn nắm chặt mới tốt, Âu Dương Noãn không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn vòng tay của Lâm Nguyên Hinh. Vòng tay kia trong suốt, được chế tác thủ công tinh xảo nhìn vẫn như bản chất vốn có. Lâm Nguyên Hinh thấy nàng nhìn tay mình, hơi hơi cúi đầu, cũng liền hiểu được. Hai người trao đổi ánh mắt không cần nói cũng hiểu. Vòng tay bảo thạch quý báu như vậy, là chân phẩm thánh thượng ban cho Hoàng trưởng tôn. Hiện tại lại nằm trên tay Lâm Nguyên Hinh, có thể thấy được biểu tỷ đã lấy lại được sự sủng ái. Trong lòng Âu Dương Noãn, rốt cục cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiến bước mọi người xong, Âu Dương Noãn lập tức đi Thọ An đường. Nàng vừa đi đến trong viện liền thấy Ngọc Mai trong tay bưng một chén canh bạc hà. Trong lòng nàng thoáng động, nhẹ giọng hỏi, lão thái thái không thoải mái sao? Ngọc Mai gật gật đầu, nói, dạ, vừa rồi nhị tiểu thư có đến đây. Lão thái thái nói hai câu đã thấy nóng trong người, nên nô tỳ làm chút trà lạnh để lão thái thái bình tâm tĩnh khí. Âu Dương Noãn sửng sốt, rồi nhẹ giọng nói, để ta mang vào. Âu Dương Noãn vén rèm lên rồi đi vào liền thấy Lý Thị xanh mặt ngồi trong phòng. Âu Dương Khả quỳ ở một bên, sắc mặt trắng bệch. Âu Dương Noãn mang trà đặt trên bàn, nhìn vẻ mặt giận dữ của Lý Thị liền nhẹ giọng nói, tổ mẫu làm sao vậy? Vì sao lại tức giận? Ngươi hỏi nó đi, Lý Thị chỉ vào Âu Dương Khả, đúng là không biết xấu hổ. Lý Di Nương chế trụ mừng thầm trong mắt, sắc mặt lại đầy ưu sầu, khó trách lão thái thái tức giận như vậy. Nhị tiểu thư quả thực không biết bị làm sao, mấy ngày trước bỗng nhiên đến cầu lão thái thái, nói muốn tự cầu hôn sự. Lão thái thái hỏi tiểu thư coi trọng ai? Nào ngờ nàng thế nhưng lại nói là Tô công tử. Lý Di Nương ngừng một chút, tựa hồ như hơi khiếp sợ, lão thái thái nghe vậy liền tức giận. Ta cũng là nghe lão thái thái nói nên mới biết được, Tô công tử nay còn ở trong ngục. Nếu nhị tiểu thư gả qua, chẳng lẽ không phải, chẳng lẽ không phải. Nói đến đây liền thở dài, hai, nhị tiểu thư nghe lão thái thái không chịu, chẳng những hai ngày nay tuyệt thực, còn mỗi ngày giàu dĩ không vui, người cũng tiểu tụy. Hôm nay lại chạy tới nói chuyện này nữa. Lý Thị hừ lạnh, trầm giọng nói, còn muốn gả cho con cái thương nhân rẻ mạt, nó rõ ràng là muốn cho toàn kinh đô chê cười chúng ta mà. Âu Dương Noãn hàm chứa thương tiếc, nhìn Âu Dương Khả nói, muội muội hồ đồ rồi sao? Người như vậy mà cũng muốn gả. Năm đó, Lâm Thị cũng từng nói qua lời này trước mặt tất cả mọi người, một chữ cũng không thiếu. Nhưng sau lưng lại khen nàng không ham quyền quý, chỉ cầu chân tình, chọn đúng người mình thương. Nay Âu Dương Khả cũng chọn được người trong lòng, chỉ tiếc Lâm Thị không ở đây, không thể tận mắt nhìn thấy trò vui. Âu Dương Khả ngẩng mạnh đầu, hơi thở hỗn loạn, mắt nhìn người của tỷ tỷ như vậy làm sao hiểu được Tô công tử không giống người bình thường cỡ nào. Ở trong mắt ta, mọi người quyền quý trong kinh đô này cũng không ai hơn chàng. Các ngươi đều nói nữ nhi gia nên gả cho đệ tử quan lại, nhưng ta lại nhìn không vào mắt. Khả nhi, ngươi càng ngày càng không hiểu quy củ, sao có thể hô to gọi nhỏ với tỷ tỷ ngươi. Lý Thị lạnh lùng nói, cho dù như lời ngươi nói thì sao? Hắn không giống người thường thì như thế nào? Hắn xuất thân từ con thương nhân đê tiện, ngươi cho dù gả cho hắn cũng sẽ bị người khác chê cười. Tổ mẫu, đôi mắt Âu Dương Khả trừng to, vẻ mặt đều là căm hận, cái gì mà nhạo báng chê cười? Chẳng lẽ ta gả cho một đệ tử quan lại thì không bị chê cười sao? Các ngươi căn bản không phải vì ta, các ngươi là vì mặt mũi của mình. Nói cái gì mà bị người ta chê cười? Chỉ cần ta theo hắn về Giang Nam, còn có ai chê cười ta chứ? Âu Dương Khả là một cô nương chưa xuất giá, nói những lời này đã là vô lễ đến cực điểm. Trên mặt Âu Dương Noãn mang theo ý cười mờ mịt, Khả Nhi, muội nói năng bậy bạ cái gì vậy? Nữ Nhi nói những lời này mà không thấy xấu hổ sao? Âu Dương Khả lớn tiếng nói, ta chính là thích hắn, không thể không gả cho hắn. Lý Di Nương muốn khuyên bảo, chỉ nghe rầm một tiếng, Lý Thị đã gạt chén trà xuống đất. Khuôn mặt đều biến thành màu tím, bà đứng mạnh lên, cơ hồ là vọt tới trước mặt Âu Dương Khả, hung hăng đánh mạnh xuống. Âu Dương Khả bị đánh cơ hồ lảo đảo, quỳ không vững, cuối cùng ngã sấp xuống ghế gỗ lim bên cạnh. Nhất thời máu chảy đầy đầu, Lý Di Nương kinh hô, lão thái thái, lôi xuống, còn không mau lôi xuống. Lý Thị tức giận đến cả người phát run, vẻ mặt phẫn hận. Trong mắt Lý Thị, Âu Dương Khả đã trở thành một cây gai độc. Đối với những gì làm bại hoại gia môn Âu Dương gia, Lý Thị đều căm thù đến tận xương tủy. Hạ Tuyết nhìn Âu Dương Noãn, trên mặt lộ vẻ do dự. Âu Dương Noãn hơi hơi gợi môi lên, thản nhiên nói, không nghe lão thái thái nói gì sao. Mau dìu nhị tiểu thư trở về, tìm một đại phu đến xem cho muội ấy.
Hạ Tuyết lên tiếng đáp vâng rồi liền cùng nha đầu bên cạnh nâng Âu Dương Khả đi ra ngoài. Âu Dương Khả hấp hối, nghiêng đầu, cả người đều dựa vào người khác mới đi được. Lý Di Nương một bên nhìn Âu Dương Khả sắc mặt vàng như nến, trong lòng hơi hơi vừa động, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, ngẩng đầu cười nói, Vương Đại Phu hôm nay đến bắt mạch bình an, ngay tại cách vách. Mời Đại Phu bên ngoài cũng mất một thời gian, chi bằng để ông ta đi. Lý Thị lạnh lùng nói, trên đầu nó còn vết thương, như vậy chẳng phải khiến người khác chê cười sao. Lý Di Nương mỉm cười, trên đầu chỉ bị thương ngoài da thôi, bảo nha đầu trước hết băng bó lại một chút là tốt rồi. Thật ra ta sợ nhị tiểu thư luẩn quẩn trong lòng lại nháo ra chuyện không hay. Không ngại mời Vương Đại Phu trần mạch, kê mấy đơn an thần, như vậy nhị tiểu thư sẽ không còn nháo như vậy nữa. Âu Dương Noãn ngưng mắt nhìn Lý Nguyệt Nga, hơi hơi cảm thấy kỳ quái. Theo Lý mà nói, Lý Di Nương hận Lâm Thị thấu xương, đối với nữ nhi thân sinh của bà ta tự nhiên sẽ sinh ra chán ghét. Sao hôm nay đột nhiên lại có lòng tốt như vậy? Lý Di Nương thấp giọng nói, lão thái thái, thần thái của nhị tiểu thư nếu để người ngoài nhìn thấy được chỉ sợ lại đoán lung tung. Không bằng mời đại phu xem cách mành, chỉ nói với hắn đó là Di Nương trong phủ. Lý Thị gật gật đầu, liền để cho Trương Mama đi theo kiểm soát. Qua hơn nửa canh giờ, Trương Mama đột nhiên mang theo Vương Đại Phu đến. Lý Thị hơi hơi sửng sốt, ánh mắt tự nhiên có ba phần kinh ngạc. Lý Di Nương lại như là nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng, cười nói, Vương Đại Phu, tình hình Di Nương nhà chúng ta. Vương Đại Phu nghĩ Âu Dương chỉ vừa nạp thêm người mới liền vui vẻ nói, vị Di Nương này, ta còn phải chúc mừng Lão Thái Thái. Lão Thái Thái nhất thời khó hiểu, Âu, lời này là sao? Vương Đại Phu nói, là hỉ mạch. Hỉ mạch, Phật Châu trong tay Lý Thị lạch cạch lập tức rơi xuống đất, sợi dây thế nhưng lại bị đứt. Hạt châu vương vãi, một vài viên lăn đến chân Âu Dương Noãn. Chương 218, hôn sự lửa xém lông mày 3. Âu Dương Noãn chỉ nhìn chằm chằm Vương Đại Phu, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh không dễ phát hiện. Âu Dương Khả thế nhưng lại mang thai. Chuyện này đúng là nằm ngoài dự kiến của nàng. Vốn nàng chỉ muốn Âu Dương Khả thất thân với Tào Vinh, sau đó được gả cho Tô Ngọc Lâu. Đến lúc thích hợp sẽ đem chuyện này lộ ra cho người nhà Tô ra biết. Để Âu Dương Khả cũng nếm thử mùi vị bị người ta vũ nhục hồng hạnh vượt tường. Nhưng thật không ngờ, Âu Dương Khả thế nhưng lại mang thai đứa nhỏ của Tào Vinh. Chuyện này thật đúng là vừa khéo. Không sai, chúc mừng Lão Thái Thái sắp được ôm tôn tử. Vương Đại Phu tuy cảm thấy biểu tình của Lý Thị có chút kỳ quái nhưng cũng chỉ cho rằng bà đang rất vui, cho nên vẫn mỉm cười trả lời. Không ngờ Lý Thị chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm Vương Đại Phu khiến ông ta có chút không biết làm sao. Thật lâu sau Lý Thị đột nhiên hừ lạnh một tiếng rồi phẩy tay áo bỏ đi. Vương Đại Phu khó hiểu nhìn, chỉ thấy sau khi Lý Thị giận dữ ra khỏi phòng, bọn nha đầu cũng lần lượt đi theo. Lý Di Nương bước nhanh theo, Âu Dương Noãn lại áy náy nhìn Vương Đại Phu cười nói, vất vả cho ngài rồi. Phương Mama, người đưa Vương Đại Phu ra ngoài đi. Vương Đại Phu bị Phương Mama đưa ra ngoài, Âu Dương Noãn yên lặng nhìn chằm chằm bóng dáng đối phương. Vẫn không mở miệng nói chuyện. Hồng Ngọc cẩn thận nói, đại tiểu thư, lão thái thái đây là. Âu Dương Noãn nhẹ nhàng nở nụ cười, người nói xem. Trạng vạng, Âu Dương chỉ từ bên ngoài theo mang lễ vật của Lâm Văn Uyên trở về. Từ khi Lâm Thị bị thất sủng, Lâm Văn Uyên không ba thì năm ngày lại mang tới vài thứ. Âu Dương Noãn biết, hắn đây là đang nhắc nhở Âu Dương chỉ, có hắn ở đây, sẽ không dễ dàng động đến Lâm Thị. Âu Dương chỉ mang đến cho Lý Thị xem. Âu Dương Noãn ngồi một bên. Trên bàn là một chuỗi ngọc Phật, một cái bình hoa cổ, còn có một số thứ gì đó. Hoa tai phỉ thúy là Lâm Văn Uyên tặng riêng cho Khả Nhi, nói là Tần Vương ban cho hắn. Trong lòng Âu Dương chỉ kỳ thật không được thoải mái, bởi vì hắn biết Lâm Văn Uyên đây là đang mượn tay Tần Vương cảnh cáo mình. Nhưng hắn lại không thể không giả bộ như đang cao hứng, nhìn mọi người xung quanh rồi nói, sao lại không thấy Khả Nhi đâu. Đợi lát nữa rồi gọi nó đến cùng dùng cơm. Sắc mặt Lý Thị trầm xuống, không cần. Mấy ngày nay thân thể nó không được tốt. Âu Dương chỉ sửng sốt, đứa nhỏ này từ nhỏ thân mình rất tốt, sao gần đây lại yếu ớt như vậy? Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói với Lý Di Nương, ta cũng đã mấy ngày nay không gặp Khả Nhi, đi gọi nó đến đây. Lý Di Nương đứng không nhúc nhích, vẻ mặt thoáng cái có chút khẩn trương. Lý Di Nương nhìn thoáng qua thần sắc Lý Thị, không dám đáp lời. Âu Dương Noãn cầm lấy ly trà, chỉ lẳng lặng uống. Âu Dương chỉ nhăn mày lại. Nói, nàng có nghe thấy không? Dạ, Lý Di Nương hoa dung thất sắc, tuy rằng mặt có chút ngượng nghịu nhưng vẫn miễn cưỡng đáp ứng. Âu Dương chỉ nhìn thoáng qua lễ vật trên bàn, nghĩ đến sự uy hiếp của Lâm Văn Uyên,
khẩu khí hắn có chút dịu xuống, quên đi, nó có bệnh, đừng ép buộc. Ta đi xem, trong mắt Lý Di Nương lộ ra một chút vui mừng nhưng trên mặt lại có chút kinh hoàng, không cần, không cần. Nhị tiểu thư vẫn rất tốt, trong lòng Âu Dương chỉ càng thêm nghi ngờ, vừa rồi nói có bệnh, như thế nào bây giờ lại rất tốt. Trong lòng Lý Di Nương cười lạnh, trên mặt lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Lý Thị không thể che giấu lửa giận trong lòng, thanh âm mang theo tia lãnh liệt, chỉ nhi, ta có lời muốn nói với ngươi. Đi theo ta, hồi lâu sau, Âu Dương chỉ từ phòng khách nhỏ đi ra. Vẻ mặt đã đầy mây mù, trực tiếp hướng đến Lê Hương Viện. Lý Di Nương nhìn sắc mặt hắn không đúng, lặng lẽ nói với Âu Dương Noãn, đại tiểu thư, có muốn đi qua nhìn một chút không? Thần sắc Âu Dương Noãn vẫn như bình thường, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, mời Di Nương rời bước, ta tự nhiên cũng sẽ tướng bồi. Âu Dương chỉ chậm rãi bước đi, đến cửa Lê Hương Viện, hắn nhìn thoáng qua, chỉ thấy nhà đầu mama trong viện đều cúi đầu. Trong viện một mảnh tĩnh mịch, cút, tất cả đều cút ra ngoài. Mama nhà đầu hai mặt nhìn nhau, lập tức bước nhanh ra khỏi Lê Hương Viện. Âu Dương chỉ nhìn cửa phòng đang đóng chặt, nhất thời tức giận, hai ba bước đi lên đá mạnh một cước văng cửa phòng. Lúc này Âu Dương Khả đang nằm trên giường, Âu Dương chỉ giận không thể át nhìn chằm chằm. Sau đó nắm lấy cổ áo Âu Dương Khả túm mạnh kéo xuống giường, dùng sức ném nàng ta xuống đất. Âu Dương Khả đột nhiên té trên mặt đất, nhìn thấy bộ dạng hung hăng của Âu Dương chỉ thì nhất thời hoảng sợ cha. Âu Dương chỉ cả giận nói, đừng gọi ta là cha. Cái thứ không biết liêm sỉ, làm mất hết thể diện của ta. Âu Dương Khả khóc kêu, phụ thân, ta biết sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi. Cầu người tha cho ta, tha cho ta. Ánh mắt Âu Dương chỉ hung ác, nói. Tạp chủng này là của ai? Âu Dương Khả co rụt lại, Âu Dương chỉ đã giơ bàn tay lên, nói hay không? Âu Dương Khả phát run, ta. Lý Nguyệt Nga đứng ở ngoài cửa, mãn nhãn vui sướng khi người khác gặp họa nhưng trên mặt lại ưu sầu, lão gia, có gì thì từ từ nói. Ngài không nên động thủ a. Từ từ nói, nó làm ra loại chuyện xấu hổ này thì còn gì để nói. Âu Dương chỉ lộ gân xanh, hai mắt đỏ lên, môi mỏng Âu Dương Noãn mang theo mỉm cười xa cách. Mày liễu cũng hơi dơ lên, muội muội, khó trách muội lại vì Tô công tử mà cầu tình. Hai, sao muội lại ngốc như vậy? Âu Dương Khả như được một câu này nhắc nhở, cả người chấn động, sắc mặt cũng trắng hơn ba phần. Trong đầu vô số ý niệm hiện lên, cơ hồ trong nháy mắt đã hạ quyết tâm. Âu Dương Khả bổ nhào xuống chân Âu Dương Trì, dùng sức cầu xin, phải, đứa nhỏ này là của chàng. Phụ thân, cầu người hãy nể tình ta, nể tình ngoại tôn của người mà cứu hắn. Xin người hãy cứu hắn, thành toàn cho chúng ta. Âu Dương chỉ cười lạnh, nói, thành toàn cho các người. Nghĩ đến là hay, ta sẽ khiến hắn chết trong lao ngục, đứa nhỏ này ngươi cũng đừng mong giữ lại. Nói xong liền nâng chân lên, muốn đá văng Âu Dương Khả nhưng đột nhiên một âm thanh lạnh lùng vang lên, phụ thân. Người hãy nghĩ đến nhị cửu cửu, nếu hắn biết, còn không biết sẽ tức giận đến thế nào. Âu Dương chỉ sửng sốt, quay đầu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của trưởng nữ. Lại cúi đầu nhìn Âu Dương Khả nước mắt nước mũi tùm lum. Phẫn nộ buông chân xuống rồi mạnh tay đẩy tay Âu Dương Khả đang ôm lấy chân hắn, lạnh lùng nói, nhốt lại. Âu Dương Khả nhìn Âu Dương chỉ quay người bước đi, nhất thời hoảng thần. Ở phía sau đụng phải cạnh bàn, kêu lên một tiếng. Lý Di Nương nhẹ nhàng phất phất tay liền có mama tiến lên khóa cửa, ngăn cách tiếng kêu thê lương của Âu Dương Khả phía sau. Thọ An Đường, Lý Thị vẻ mặt âm trầm ngồi trên ghế, Âu Dương chỉ đi qua đi lại. Đột nhiên quay đầu nói, lão thái thái, phải làm sao bây giờ? Lý Thị thở dài nói, nhà đầu mất nết này, đúng là oan nghiệt mà. Ta ban đầu nghĩ cứ để nó chết nhưng nó hiện đang mang thai, chết đi chính là một xác hai mạng. Vạn nhất Lâm Văn Uyên lấy chuyện này đến hỏi tội, chúng ta sẽ không nói được lời công đạo. Còn cứ mặc nó sinh đứa trẻ ra, một cô nương chưa xuất giá đã có con, chúng ta còn mặt mũi nào nữa, như vậy tuyệt đối không thể. Nếu trừ bỏ đứa nhỏ khi đang ở trong bụng, làm không tốt sẽ chết người. Cho nên chỉ còn cách tìm một mối hôn sự rồi mau chóng gả nó đi. Lời này nghe ra ý Lý Thị là muốn gả Âu Dương Khả cho người khác. Âu Dương Noãn nghe vậy thì mỉm cười nói, tổ mẫu, cháu gái mạn phép xin được nói mấy câu, xin người trăm ngàn lần đừng trách tội. Nếu chúng ta mang Khả Nhi đang có thai gả ra ngoài, chỉ sợ cũng không phải là biện pháp hay. Tổ mẫu cùng phụ thân cứ nghĩ xem, Khả Nhi vừa vào cửa liền sinh đứa nhỏ, ngày tháng đều không đúng. Vậy phu gia sao có thể không trách tội? Không nói Khả Nhi cả đời này bị hủy, nhà chúng ta cũng sẽ bị cười nhạo. Vậy bây giờ phải làm sao?
Âu Dương Noãn trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, cũng may Khả Nhi bây giờ nhìn không giống đang mang thai, không bằng diễn giả làm thực, để Khả Nhi thành hôn với Tô công tử. Như vậy vừa thành toàn cho bọn họ vừa có thể bảo vệ được thanh danh. Đứa nhỏ này là của Tô gia, nói vậy chắc bọn họ cũng không để ý, phương án này là tốt nhất. Noãn Nhi, ta sao chưa từng nghĩ đến, nhưng hiện tại hắn còn ở trong ngục, Lý Thị vì sợ thanh danh Âu Dương gia bị hủy nên cũng đã vắt óc suy nghĩ cách áp chế chuyện này. Âu Dương Noãn cắt ngang lời đối phương, tổ mẫu, người trước hết đừng gấp. Theo cháu gái thấy thì việc này cũng không khó, nghe nói Tô công tử kia cũng là vô tội bị liên lụy trong án mạng này, cũng không phải chân chính hại người. Nếu phụ thân gật đầu, hướng vị Kinh Triệu Doãn đại nhân kia cầu tình, nhanh chóng thả Tô công tử ra rồi để bọn họ thành hôn, việc này liền được giải quyết. Nói đến đây nàng khe khẽ thở dài rồi nói, ta biết, dòng dõi Tô gia thấp nhưng muội muội cũng có tật, hơn nữa cửa hôn sự này chung quy cũng là ý của muội ấy. Như vậy, bên phía Nhị Cửu Cửu cho dù có nháo loạn một chút nhưng chuyện này dù sao cũng là gạo đã nấu thành cơm. Âu Dương Trì cho dù phẫn nộ, tức giận cũng không thể không gật đầu. Hắn trầm tư một lát rồi nói, lão thái thái, Noãn Nhi nói đúng. Chỉ có như vậy mới có thể bình ổn chuyện này, cũng có thể bảo vệ thanh danh nhà chúng ta. Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi tìm Kinh Triệu Doãn đại nhân, xin hắn hỗ trợ thả Tô Ngọc Lâu ra. Tháng sau liền để bọn chúng thành thân, sau đó để hắn mang Âu Dương Khả về Giang Nam, vĩnh viễn cũng đừng trở lại. Ta xem như không có nữ nhi này. Âu Dương Noãn lạnh mắt nhìn phụ thân thiết diện vô tư này, trong lòng cười lạnh không ngừng. Năm đó nàng cũng từng kiên quyết phải gả cho Tô Ngọc Lâu, Âu Dương Trì ngại lão thái quân không dám làm gì nàng, chính là hung tợn nói ra một câu này. Hiện tại phảng phất như sự kiện năm đó lại tái diễn, chỉ là thiếu đi một người trước mặt Từ Mẫu, sau lưng là rắn độc Lâm Thị. Từ phòng đi ra, Lý Nguyệt Nga nghi hoặc nhìn Âu Dương Noãn, đại tiểu thư, sao không mượn cơ hội này đuổi nhị tiểu thư ra khỏi phủ. Âu Dương Noãn nhìn đối phương, trên mặt nở một nụ cười mềm nhẹ, di nương sao lại nói vậy. Khả Nhi là muội muội tốt của ta, ta tất nhiên phải quan tâm muội ấy nhiều hơn. Lý Di Nương không chút để ý cười, chợt có quang diễm nhu hòa nhẹ nhàng lướt qua mặt, gả đến Giang Nam xa xôi, cũng vừa là tâm ý của nhị tiểu thư. Cũng rất thuận tiện, Âu Dương Noãn thản nhiên cười, dây kết trên châm cài đung đưa va chạm vào nhau nghe sột soạt, lại có ánh sáng lấp lánh, Di Nương cảm thấy như thế sao? Bên môi nàng lập tức hiện lên ý cười có chút xa vời như mây khói xuân hàn, không thèm nhắc lại, nhẹ nhàng rời đi. Lý Nguyệt Nga nhìn theo bóng lưng nàng, mãi đến khi làn váy biến mất nơi gấp khúc, vẻ nghi hoặc trên mặt thật lâu vẫn chưa tán. Ngày hôm sau, bên ngoài lại truyền đến tin tức làm người ta kinh ngạc. Tần Vương Thế Tử quỳ ở ngoài ngự thư phòng, cầu Hoàng đế tứ hôn. Chương 219, thiên tượng khác thường, hôn sự nan an. Ánh nắng sau giờ ngọ đã bớt chút nóng bức, xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng ánh vào ngự thư phòng. Đại công chúa nổi giận đùng đùng lập tức đi vào, cho lui hết cung nhân. Lớn tiếng nói, bệ hạ, nữ nhi của ta không thể gả cho Thiên Diệp. Âu, hoàng đế buông tấu chương trong tay xuống, tin tức truyền nhanh vậy sao? Đại công chúa hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm hoàng đế, phụ hoàng, xin ngài hãy cự tuyệt thỉnh hôn của Thiên Diệp. Lời này vừa nói ra, trong ngự thư phòng thật lâu sau vẫn yên lặng không tiếng động. Hoàng đế nhẹ nhàng thưởng thức cái chặn giấy ngọc bích trong tay, không nói gì, sắc mặt trầm tĩnh như nước, nhìn không ra cảm xúc dao động nào. Chỉ có đôi tinh quang lóng lánh, sau một lúc lâu hắn mới nhẹ nhàng cười, nhìn công chúa nói, Như Nguyệt, nhiều năm rồi con chưa từng kích động như vậy. Phụ hoàng, ánh mắt đại công chúa lạnh như băng, cầu người đáp ứng thỉnh cầu của ta. Ánh mắt hoàng đế lợi hại như bảo khắc mang theo mũi nhọn thật sâu đảo qua gương mặt của đại công chúa, Như Nguyệt, ngươi thật là hồ đồ. Mau trở về suy nghĩ lại rồi hãy đến nói chuyện với chấm. Đại công chúa vẫn không nhúc nhích, thanh âm lãnh liệt, phụ hoàng. Trừ phi người đáp ứng từ chối cửa hôn sự này. Nếu không hôm nay ta tuyệt không từ bỏ. Thân mình hoàng đế hơi hơi run lên, mũi hơi phập phồng, hô hấp dần nặng nề. Thái giám đại đức, người duy nhất được ở lại liền cuống quýt mang trà lên, bệ hạ xin bớt giận. Hoàng đế liếc mắt nhìn hắn một cái rồi miễn cưỡng uống một ngụm trà. Tinh quang trong mắt đảo quanh, cực lực áp chế tức giận trong lòng, đừng nói là Vĩnh An quận chúa, cho dù đó là công chúa của chấm thì cũng do ta quyết định hôn sự. Khi nào thì đến phiên ngươi xen vào, ánh mắt cương nghị của đại công chúa nhìn hoàng đế, ánh sáng châu ngọc phản chiếu trên khuôn mặt càng làm tăng thêm lãnh khí, phụ hoàng, nhiều năm trước người cũng đã từng nói qua những lời này. Rất nhiều năm qua đại công chúa chưa từng nhắc đến chuyện năm đó. Hoàng đế sửng sốt, lập tức có chút hờ hững, ngươi không vừa lòng cửa hôn sự này,
chung quy cũng là có lý do. Chấm cũng sẽ không vì một câu nói của ngươi liền bác bỏ ý tốt của đứa nhỏ Diệp Nhi này. Đại công chúa chỉ cảm thấy phẫn nộ chất chứa trong ngực, liều lĩnh mãnh liệt đang không ngừng bành trướng, giống như vạn mã trồm đến không ngớt. Kiệt lực đem toàn bộ khí lực nhịn xuống, chậm rãi nói từng chữ một, không sai, Thiên Diệp xác thực thông minh có khả năng. Nhưng nay xem ra, hắn thực tại thông minh qua đầu. Quyền thế của Tần Vương đã một tay che trời, vậy mà lòng tham của hắn vẫn không đủ. Còn cố ý giật dây nhi tử đến cầu ban hôn, nếu hắn thực sự có tâm, vì sao phải đợi đến khi ta thu Noãn Nhi làm nghĩa nữ mới đến cầu. Không biết chừng sau lưng còn có mục đích, đại công chúa không nói hết, chỉ nén giận nhìn hoàng đế. Sắc mặt hoàng đế đại biến, lạnh lùng nói câm miệng. Không được nói bậy, đại công chúa chậm rãi đoan chính y phục, rồi quỳ xuống nói, phụ hoàng, xin người hãy cân nhắc. Dã tâm của Tần Vương thực sự rất lớn, Thiên Diệp mưu tính thâm sâu. Nếu hắn thực sự cưới nữ nhi của ta tất sẽ bị bọn họ quản chế khắp nơi. Chẳng phải Tần Vương sẽ bước lên ngôi vị hoàng đế hay sao? Hoàng đế nghe vậy thì sửng sốt, tay phải siết chặt chén trà trong tay khiến nước trà sóng sánh ra ngoài. Mắt nhìn thấy nước vương vào y phục mới chậm rãi đem chén trà đặt lại trên bàn. Nước trà xanh biếc thấm vào quần áo dưới ánh trăng nhất thời có vài phần thưa thớt. Đại công chúa không thèm nhìn tới, chỉ yên lặng không nói. Hoàng đế giận quá hóa cười, nhìn đại công chúa nói, được lắm. Được lắm, ngươi thật sự là lời gì cũng dám nói. Đại công chúa quỳ gối trên nền gạch cứng, đầu gối ẩn ẩn đau. Bà lẳng lặng ngẩng đầu nói, phụ hoàng, ta không đồng ý cửa hôn sự này không phải bởi vì ta không thích Tần Vương Thế Tử. Ta phản đối, là vì không thể cổ vũ dã tâm của người khác, rối loạn hoàng tộc đại lịch. Hoàng đế lạnh lùng nhìn đại công chúa, nói ta cho đứa nhỏ kia vinh quang, nó cũng nên làm gì đó để hồi báo ta. Ngươi nói Tần Vương mưu đồ làm phản, chấm liền đem Vĩnh An quận chúa ban cho Thiên Diệp. Chấm muốn nhìn xem, bọn họ sẽ làm phản như thế nào. Đây là muốn Âu Dương Noãn trở thành quân cờ mà hoàng đế đặt ở Tần Vương Phủ. Cũng là muốn phủ công chúa cùng Tần Vương Phủ kiềm chế lẫn nhau. Cũng giống như Thái Hậu muốn đem Dung quận chúa gả cho Tiếu Trọng Hoa. Hoàng đế cũng nghĩ muốn có một người có thể tùy lúc nắm giữ hướng đi của Tần Vương Phủ trong tay. Tiếu Thiên Diệp thật sự là tâm tư rất sâu, hắn đã nhìn trúng thời cơ này. Lại càng nhìn trúng tâm tư hoàng đế, trong lòng đại công chúa một mảnh lạnh lẽo. Trên mặt dần trở nên bi thương, ta nửa đời sống trong đau khổ. Thật vất vả mới nhận được một nghĩa nữ nhu thuận ân cần, chỉ hy vọng nàng có thể thường xuyên ở bên cạnh ta. Rồi sau đó tìm cho nàng một vị hôn phu, cả đời sống trong bình an, yên lành vui hưởng phúc quận chúa. Ta không thể đứng nhìn nàng làm một quân cờ trong âm mưu của người khác. Vạn mong phụ hoàng thành toàn cho nữ nhi. Hoàng đế nhíu mày, nói trên đời này chuyện không như ý không mười thì cũng tám chín chuyện. Sống trong hoàng gia, chuyện đó lại càng nhiều. Tuy rằng còn chưa chính thức hạ chỉ nhưng chấm đã đáp ứng hôn sự này rồi. Ngươi bây giờ muốn chấm đổi ý sao? Cổ họng đại công chúa nghẹn ngào, trong thanh âm đã có một tia kiên cường cùng lo lắng, lớn tiếng nói, phụ hoàng, chỉ cần một ngày chưa hạ chỉ, cửa hôn sự này cũng không được tính. Hoàng đế nghe vậy bộ dáng vẫn như thường, chính là ánh mắt lạnh lùng không giống người bình thường, lạnh như băng. Bỗng dưng hắn khoan khoái cười, nhìn đại công chúa nói, Như Nguyệt. Mặc kệ ngươi nói cái gì chấm cũng sẽ không thay đổi tâm ý. Đại công chúa càng thêm giận, nhưng cũng không biết phải nói gì nữa. Đành đứng lên, phẩy tay áo bỏ đi. Ra ngự thư phòng, đại công chúa lập tức nói khẽ với Đào Cô đang đứng chờ bên ngoài, phái người truyền tin đến Yến Vương Phủ. Mau, cung thái cực, lúc hoàng đế đến, thái hậu ngồi trên chính vị, hoàng hậu, Từ Quý Phi ngồi bồi bên cạnh. Ngọc Phi cùng tân tấn vài vị mỹ nhân cũng tùy thị ở bên. Mọi người đều châu vây thúy vòng, trang điểm xinh đẹp. Thái hậu thân thiết cười nói với hoàng hậu, nghe nói Thiên Diệp hướng bệ hạ thỉnh tứ hôn. Việc này là thật sao? Hoàng hậu liếc nhìn Từ Quý Phi, chợt nhẹ nhàng cười rồi chậm rãi đáp, hồi mẫu hậu, đúng là có chuyện này. Sóng mắt thái hậu chợt lóe, ý cười trên mặt không thay đổi, đứa nhỏ này càng lớn càng bướng bỉnh, cái gì cũng đều dám nói. Đem hết thảy nghe vào trong tai, hoàng đế cười xốc thủ liêm ngọc lưu ly lên rồi bước vào trong, mẫu hậu Thiên Diệp đã lớn như vậy rồi, ngài còn chỉ xem hắn như tiểu hài tử a. Lần này chấm thấy hắn là thật sự nếu không phải Vĩnh An quận chúa thì không cưới. Dứt lời làm như không chút để ý nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu chỉ cười nhẹ, từ chối cho ý kiến. Tần Vương Phủ muốn mượn Âu Dương Noãn quản thúc đại công chúa, Tiếu Thiên Diệp có thật tâm hay không ai sẽ để ý chứ. Từ Quý Phi lấy khăn che lại ý cười bên môi, lúc ngẩng đầu lên nhìn hoàng hậu, mắt đẹp liền mang theo một chút trào phúng.
Bà ta hơi hơi dương môi, ý cười chậm rãi lan ra. Thái hậu chậm rãi nói, tiểu tử ra hồ nháo, sao có thể coi là thật. Lúc tiên đế ra còn tại, năm đó Hưng Bình quận chúa náo loạn muốn gả cho con trai một quận vương. Tiên đế ra nhất định không chịu, cuối cùng chỉ một mối hôn sự khác. Nàng đầu tiên là huyên náo đến trời long đất lở, sau được gả cho người như ý cuộc sống lại không tốt. Cho nên hôn nhân đại sự phải để các trưởng bối làm chủ, chỗ nào đến lượt một tiểu hài tử như hắn mở miệng làm loạn. Lời nói đơn giản nhưng trong đó cơ hồ toát ra khí thế bức người. Từ Quý Phi nhìn Thái Hậu liền biết bà không đồng ý cửa hôn sự này. Thái Hậu vẫn muốn từ Võ Quốc Công Phủ chọn một nữ tử gả vào Tần Vương Phủ. Lúc đầu người Thái Hậu chọn là Trần Lan Hinh, cố tình Trần Lan Hinh lại phải gả gấp. Mấy ngày trước Thái Hậu lại triệu đích nữ nhị phòng Võ Quốc Công Phủ Trần Lan Mẫn tiến cung, có thể thấy được người này là lựa chọn tiếp theo. Đối với Thái Hậu mà nói, chỉ có đem Tần Vương Phủ nắm chặt trong lòng bàn tay mới có thể vừa lòng. Từ Quý Phi nhàn nhạt cười, ánh dương ngoài cửa sổ chiếu vào. Châm ngọc thạch trên đầu giường như càng thêm phát sáng rạng rỡ. Thái Hậu ngồi thẳng dậy, cũng không vội vàng, thần sắc nghiêm nghị. Chính là nếp nhăn nơi khóe mắt cùng vẻ mặt túc mục làm người ta vô thức thấy sợ hãi. Ngữ khí không nóng không lạnh, nghe nói vị Vĩnh An quận chúa kia thông minh mỹ mạo. Thiên Diệp để ý cũng là chuyện bình thường. Nói tới đây ánh mắt liền chuyển, người khác thì cũng liền thôi nhưng Tần Vương Phủ dù sao cũng không phải nơi bình thường. Lại càng không phải loại người nào cũng có thể làm thế tử phi. Từ khi Vĩnh An quận chúa nhận được ân phong, ai ra còn chưa có cơ hội gặp qua. Cũng không biết phẩm hạnh đạo đức thế nào. Sao có thể tùy tiện chỉ hôn cho Thiên Diệp? Thái Hậu nhận lấy chén trà cung nữ dâng lên, tay áo xanh nhạt nhẹ nhàng buông xuống. Hoàng đế cười nói, mẫu hậu lo lắng nhiều rồi. Vĩnh An chẳng những đức hạnh, lại mỹ mạo ôn nhu, lan tâm ngọc chất. Lúc trước nàng còn tự tay viết một bức trăm thọ đồ, ngài lúc đó chẳng phải còn khen nàng hiếu tâm sao? Khóe miệng Từ Quý Phi nhẹ nhếch lên, bộ dáng như tĩnh tâm lắng nghe, trên thực tế trước ngực đã phủ một tầng mồ hôi. Thái Hậu nhẹ nhàng buông chén trà trong tay xuống, lại nhẹ nhàng nói với Hoàng hậu bên cạnh, ai ra dù sao nhiều năm cũng không hỏi chuyện. Theo Hoàng hậu thấy cửa hôn sự này như thế nào? Hoàng hậu không chút hoang mang nói, bệ hạ nói đúng. Vĩnh An quận chúa tú ngoại tuệ trung, nhàn thục dịu dàng, cùng với Tần Vương Thế Tử có thể nói là trai tài gái sắc. Chính là nàng vừa mới được phong hào, chỉ sợ đại công chúa còn luyến tiếc nữ nhi nhanh như vậy đã phải xuất giá. Ôn cần cấp bậc lễ nghĩa như vậy, lại ôn nhuyễn trả lời khiến Thái Hậu thoải mái nói không nên lời, mỉm cười đầy mặt. Trận giao phong bất động thanh sắc này, Ngọc Phi yên lặng không nói gì. Nàng nâng ánh mắt lên, nhìn thoáng qua, Từ Quý Phi tươi cười, như có như không ẩn hiện trên khuôn mặt đạm mạc. Không biết vì sao, Ngọc Phi đột nhiên cảm thấy rùng mình. Thật lâu sau, Hoàng đế mới thản nhiên nói, hôn sự có thể định trước, về sau xuất giá là được. Khuôn mặt Thái Hậu dị thường sáng ngời, trong miệng ngân nga cảm thán, Hoàng đế, ngươi có từng hỏi qua ý của đại công chúa chưa? Nàng dù sao cũng là mẫu thân của Vĩnh An, việc này cũng muốn nàng đồng ý mới tốt, mẫu hậu lo lắng thực chu toàn. Chính là sinh ra ở hoàng gia, sao có thể tùy tâm sở dục. Đừng nói đến quận chúa, nữ tử dân gian có mấy người có thể lựa chọn phu quân cho mình. Huống chi với thân phận địa vị, tướng mạo phong độ của Thiên Diệp nàng sao tìm được điểm nào không vừa ý. Như Nguyệt là người thức đại thế, lại thật tâm yêu thương Vĩnh An, nên chuyện này nàng cũng sẽ không phản đối. Hoàng đế tươi cười đến vân đạm phong khinh, nhưng giọng điệu lại không thể nghi ngờ, không thể phản bác. Thái Hậu biết rõ hắn tránh nặng tìm nhẹ. Sắc mặt càng thêm trầm xuống. Chương 220, thiên tượng khác thường, hôn sự nan an 2. Đúng lúc này trong đại điện đột nhiên vang lên, Hoàng tổ mẫu, cửa hôn sự này Nguyệt Nhi tất nhiên là tán thành. Mọi người đều nâng mắt nhìn, đã thấy đại công chúa cười khanh khách đi vào. Trong mắt Hoàng đế xẹt qua một tia ngoài ý muốn, hơi có chút thần sắc kinh ngạc. Thái Hậu trầm ngâm, tinh quang trong mắt lưu chuyển giống như có thể nhìn thấu đại công chúa, sao? Ngươi đồng ý cửa hôn sự này. Đại công chúa nhìn hoàng đế, hơi hơi mỉm cười, Thái Hậu minh giám. Vĩnh An dù sao cũng là nữ nhi của ta. Nói đến đây liền ngưng lại một chút, đón nhận ánh mắt Thái Hậu, nói đến công dung môn hạnh, Vĩnh An không thua kém bất luận kẻ nào. Thái Hậu không cần sầu lo, nếu ngài thực sự lo lắng có thể chịu nàng tiến cung nhìn tận mắt. Sắc mặt Thái Hậu khẽ biến, ánh mắt lợi hại đảo qua vẻ mặt của đại công chúa, thần sắc đã có vài phần không vừa lòng, buổi trưa ngươi còn nói như thế nào. Hiện tại sao lại thay đổi? Đại công chúa cười nói, ban đầu ta phản đối cửa hôn sự này, đúng là luyến tiếc nữ nhi sớm phải gả ra ngoài. Nhưng nghe phụ hoàng nói xong, ta lại suy nghĩ lại.
phụ hoàng là vua một nước, phải lo lắng cho triều đình đến mất ăn mất ngủ. Ta là trưởng nữ của phụ hoàng, có thể phụng dưỡng bên cạnh đã là chuyện không dễ dàng. Nay chính là hy vọng hoàng thượng có thể hài lòng toại nguyện, thiên nhan thường triển, sao có thể bác bỏ tâm nguyện của người. Đại công chúa cân nhắc một hồi rồi nói, chỉ cần phụ hoàng xem trọng cửa hôn sự này, ta còn cái gì lo lắng đâu. Mày hoàng đế hơi hơi giãn ra, như vậy là tốt nhất. Lập tức liền sai người soạn chỉ. Đại công chúa cúi đầu kính cẩn nói, vâng. Trên mặt hoàng đế rốt cuộc cũng vừa lòng tươi cười. Đúng lúc này, bên ngoài cung hồi bẩm nói Huệ An sư thái chữ quốc am yết kiến. Hoàng đế sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía thái hậu, nhưng trong mắt đối phương cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đại công chúa cười nói, là ta mời sư thái đến, vì muốn xem bát tự cho hai đứa nhỏ. Xem nhân duyên có mỹ mãn hay không. Hoàng đế như có như không liếc mặt nhìn đại công chúa, tự tiếu phi tiếu nói, chấm tự mình tứ hôn, tất nhiên là cẩm tú lương duyên. Người sao lại cũng học theo tục lệ này. Đại công chúa cúi mắt cười nói, Vĩnh An nay là nữ nhi của ta. Ta cũng là lo lắng cho nàng một chút thôi. Trên mặt thái hậu hơi lộ ra tươi cười nói, nếu đã như vậy, cứ nghe thiên ý một chút xem thế nào. Tuyên sư thái vào đi. Huệ An sư thái từ từ đi vào, sắc mặt hiền hòa. Bà hành lễ với mọi người, ánh mắt hơi ngưng trên người đại công chúa một lát. Lập tức lại dường như không có chuyện gì mở miệng thỉnh an. Đại công chúa cười nói, cũng không có chuyện gì khác. Chỉ là muốn mời sư thái ngài vì Vĩnh An cùng Tần Vương Thế Tử xem số mệnh một chút thôi. Huệ An sư thái cung kính nói, vâng. Hoàng đế mỉm cười nhìn một màn này, hắn đột nhiên hiểu được đại công chúa vì sao lại đến đây. Chỉ tiếc thủ thuật này, ở đây căn bản không có tác dụng. Kết quả, đương nhiên là không tốt, hơn nữa là rất không tốt. Huệ An sư thái đầy tiếc hận, mệnh số của hai vị này thực không xứng đôi. Nếu cứ nhất quyết phối hôn, chỉ sợ trong cung sẽ có tai họa phát sinh. Thiên ý không thể trái. Nếu là đại hung, xin bệ hạ hãy vì hai đứa nhỏ mà suy nghĩ. Hãy bỏ ý niệm này đi. Ánh mắt đại công chúa sắc quắc, trầm giọng nói. Từ quý phi nhìn không ra cảm xúc, vẫn hơi hơi mỉm cười như trước, ôn nhu nói, sư thái, không phải ngài là thuyết khách của đại công chúa đấy chứ. Hoàng đế cười suy một tiếng, nói quả thực là lời nói vô căn cứ. Đại công chúa biến sắc, phụ hoàng. Hoàng đế lạnh lùng nói, đường đường là công chúa hoàng gia thế nhưng lại nghĩ ra loại biện pháp phụng về này. Như Nguyệt, người thật sự là làm chấm thất vọng. Từ quý phi hơi lộ thái độ khinh miệt, công chúa. Lời của bệ hạ là kim ngọc ngôn, người vẫn không nên bướng bỉnh như vậy. Hoàng hậu khẽ lắc đầu, Đại Minh Châu trên châm phượng chín đuôi phát sáng. Trong miệng thản nhiên nói, bệ hạ, là trời không theo nhân nguyện mà thôi. Ngài cần gì phải tức giận? Thái hậu có chút suy nghĩ, nói, làm sao là trời không chịu theo nhân nguyện? Chỉ sợ là hoàng đế muốn nghịch lại ý trời a. Lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức yên tĩnh. Mọi người ai cũng mang suy nghĩ riêng, hoàng đế cũng mặt trầm như nước. Trong ngự thư phòng, đại đức đã soạn tốt thánh chỉ, bệ hạ, ý chỉ tứ hôn bây giờ ban xuống sao? Ngọc Phi ôn nhu hầu hạ một bên, hoàng đế đang muốn gật đầu. Đúng lúc này trên trời đột nhiên vang lên tiếng sấm. Ngay lập tức thanh âm, răng rắc, vang lên, kinh thiên động địa. Ngay cả toàn bộ hoàng cung cũng bị chấn động rung rung. Ngay sau đó là một tiếng nổ vang mãnh liệt phô thiên cái địa, tiếng động kia cơ hồ không phải là tiếng sấm, mà là thanh âm như bầu trời bị xé rách. Một trận gió mãnh liệt, như cuồng phong phẫn nộ, báo hiệu một trận mưa lớn sắp rơi xuống. Lúc này nhìn ngoài điện, ngói lưu ly đều như bị gió thổi lại cạch như tiếng rên rỉ. Sắc trời chuyển đen như đáy nồi. Hoàng đế nhất thời ngây ngẩn cả người, mà đại đức đã sợ tới mức ngây người như phỗng từ lâu. Ngọc Phi cả kinh, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, hai tay run run, cái khay nhất thời rơi xuống. Mọi thứ đều rơi xuống vỡ nát, nước trà chảy róc rách. Đại đức lúc này mới tỉnh lại, vội vàng phân phó cung nữ thu dọn sạch sẽ. Ngọc Phi run giọng nói, bệ hạ, buổi chiều vẫn còn tốt, sao đến trạng vạng thời tiết lại đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy. Hoàng đế tùy ý quăng tấu chương qua một bên, ôm trầm lấy Ngọc Phi nói, không sao. Chỉ là trời mưa thôi mà, có gì phải sợ đâu. Ngọc Phi nhìn ngoài cửa sổ, lòng còn sợ hãi nói, sấm sét này thật là đáng sợ. Hoàng đế gật gật đầu, có chút suy nghĩ nói, đúng là có một chút. Ngọc Phi nhìn thoáng qua thánh chỉ ban hôn còn chưa kịp ban ra, ẩn ẩn cảm thấy thời tiết hôm nay biến hóa rất đúng lúc. Trong lòng Tào Ngọc, đương nhiên không muốn Âu Dương Noãn vốn có hiềm khích với Tào gia gả vào Tần Vương Phủ, như vậy đối với Tào gia không hề có lợi. Thời gian qua nửa chén trà, tiếng mưa rơi nhỏ dần. Bỗng một thái giám hướng bên này chạy qua,
thất thanh kêu, không hay rồi. Mau lấy nước qua Yến Tử Các, mau lên, hoàng đế nhướng mày, đại đức chạy nhanh ra ngoài. Lát sau trở về, vẻ mặt may mắn, bệ hạ, Yến Tử Các bị cháy. Nhưng đã bị mưa lớn dập lửa. Hoàng đế gật gật đầu, trên mặt có một tia kinh ngạc không dễ phát hiện. Còn chưa kịp nói chuyện, ngay sau đó lại là một tiếng sấm lớn nữa vang lên, tựa hồ như muốn nổ tung cả ngự thư phòng. Ngói lưu ly bên trên lạch cạch, Ngọc Phi lập tức nhào vào lòng hoàng đế, sợ tới mức cả người đều phát lạnh, bệ hạ, thiên tượng khác thường, trong cung lại có cháy. Có phải là bởi vì, Tào Ngọc dừng một chút, rồi khẩn trương nói, sư thái từng nói hôn sự này là đại hung. Hoàng đế lạnh lùng nói, được rồi, sao ngay cả nàng cũng tin tưởng vào loại lời nói vô căn cứ này. Vừa dứt lời, lại có hai tiếng sấm thật lớn nổ vang, cửa sổ ngự thư phòng bật tung, cũng thổi bay các tấm mảnh. Hoàng đế Thủy Chung vẫn gắt gao cau mày nhìn chằm chằm thánh chỉ trên án. Hắn tuyệt đối không tin lời Huệ An sư thái, càng không tin đến điểm xấu. Cửa hôn sự này nhất định phải làm. Đúng lúc này, mưa bên ngoài nhỏ dần rồi ngừng lại, tiếng sấm cũng dần xa đi. Hoàng đế thở dài một hơi, khôi phục lại thần sắc vốn có. Bỗng một gã thái giám tiến vào bẩm báo, bệ hạ, bên ngoài có một cung nữ bị sét đánh chết. Hoàng đế sửng sốt, trong đôi mắt thản nhiên có chút kinh nghi. Lúc này, đại đức đã mang thánh chỉ đi đến cửa, một chân đã bước ra ngoài lại đột nhiên nghe hoàng đế lớn tiếng quát, đứng lại. Đại đức lo sợ nghi hoặc nhìn hoàng đế, chỉ nghe thấy thanh âm trầm thấp, cửa hôn sự này. Dừng lại đã, phủ công chúa, Đào cô cô dùng ánh mắt ra hiệu, toàn bộ nha đầu hầu hạ đều lui ra ngoài. Đại công chúa tiếp nhận chén trà nhưng cũng không uống, chỉ thoáng nhấp một ngụm. Đuôi lông mày nổi lên ưu sắc, việc này có thể thành sao? Huệ An sư thái nói cửa hôn sự này không tốt, nhưng tất nhiên hoàng tổ phụ sẽ không tin. Nay có thiên tượng tự nhiên có thể chứng minh. Tiếu Trọng Hoa nâng chén trà, nhẹ nhàng xuất thần nhìn hương trà bay lượn. Một lát sau mới nói tiếp, cho nên, cô không cần lo lắng. Đại công chúa gật gật đầu, lại uống một ngụm trà, cảm thấy từ yết hầu đến tâm phế đều dễ chịu, được như vậy thì tốt. Nghĩ nghĩ lại hỏi, nhưng sao ngươi biết sẽ có thiên tượng khác thường? Tiếu Trọng Hoa mỉm cười, ánh mắt thâm trầm, ba ngày trước đại nhân Khâm Thiên Giám làm khách ở Yến Vương Phủ, trong lúc vô ý đã để lộ tin tức. Chính là hắn mấy tháng trước vì tin tức lũ lụt từ phía Nam truyền đến mà đã bị hoàng tổ phụ hung hăng mắng một trận. Lúc này cũng không thập phần nắm chắc nên đã không nói. Chẳng qua cũng chỉ là đúng dịp mà thôi. Đại công chúa, một tiếng rồi nói, đây cũng coi như là may mắn. Tiếu Trọng Hoa bỗng nhiên cười, mãi đến hôm nay mới cầu hoàng tổ phụ tứ hôn, có thể thấy được hắn giấu giếm thực sự kỹ. Khóe miệng đại công chúa hơi hơi giơ lên, đúng vậy. Lúc trước Thái hậu nói chuyện này ta còn không tin. Cũng may, ta không tình nguyện, Thái hậu so với ta càng không tình nguyện hơn. Nơi đó còn có một vị Trần Tiểu Thư chờ làm thế tử phi a. Tiếu Thiên Diệp dù sao cũng không phải kẻ đơn giản. Hắn đột nhiên thỉnh cầu tứ hôn, sóng chợt cuộn khi đang yên bình khiến mọi người trở tay không kịp. Nếu không phải Thái hậu sớm biết được tin tức thì chờ đến khi đại công chúa biết chuyện thì hết thảy đều đã muộn. Đại công chúa trầm tư một lát rồi nói, mặc kệ là như thế nào, ta sẽ không để Noãn Nhi biến thành vũ khí để Tần Vương áp chế ta. Tiếu Trọng Hoa nheo mắt lại, trong con người u ám có một đạo ánh lửa thiêu đốt lại có ánh sáng phức tạp, Tần Vương có lẽ nghĩ vậy. Nhưng còn Tiếu Thiên Diệp, chỉ sợ là có quyết định khác. Cũng may biện pháp của ngươi tới đúng lúc, nếu trễ một bước, chỉ sợ có cản cũng không cản nổi. Đại công chúa cũng không thèm để ý Tiếu Thiên Diệp là thật tâm hay vẫn là giả ý. Chỉ nhẹ nhàng nói như vậy, giống như là đang nhẹ nhàng thở ra. Tiếu Trọng Hoa nghe vậy thì im lặng không nói. Bởi vì ánh sáng bên ngoài quá mờ, cho nên ánh nến trong phòng trở nên sáng ngời, bóng dáng hắn kéo dài chiếu lên cửa sổ giấy. Trong đáy mắt hắn vẫn phức tạp như cũ, mà đáy lòng bất chi bất giác đã bị một loại cảm xúc kỳ dị bao phủ. Hắn đột nhiên muốn biết, Âu Dương Noãn đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Nàng có biết Tiếu Thiên Diệp sẽ làm vậy hay không? Hoặc là, nàng có đồng ý hay không?